Viết cái cáp gì, viết linh tinh. Hello. Sợ quạt ở đây tiếng nó ầm á. Hello cả nhà. Sợ quạt ở đấy tiếng nó ầm em ạ. Cho hơi xa ra một chút nữa. Hello, hello cả nhà nhé. Cửa lại nóng quá. Ấp cái dạ từ nãy đến giờ. Đẹp quá mà không muốn rời luôn. Em chào chị Nguyễn Thanh. Livestream này chủ yếu lên dạ và len nhá, có một ít len nữa mọi người nhá. Dạ toàn bộ là Quảng Châu New, toàn hàng 1,5 triệu đến 3,5 triệu mà em sale một phát lấy được ôm được lô sale. Bán cho mọi người chỉ từ 350k đến 550k thôi nhá. Miami cho quà ta sang, nó ầm lắm, nó ồn vào trong camera ấy. Mọi người chờ một chút để em chỉnh nha. Chào Phạm Thủy. Chào Nguyễn Thu Thảo. Hello. Mọi người có đang xem được không ạ? Đây này. Có những cái chiếc dạ nó như thế này mà có 500.000. Bây giờ em sẽ bán chiếc dạ này với giá là 100.000. Áp dụng cho chị nào chia sẻ live stream vào 5 group nhá. Lên 200 người. Bắt đầu em sẽ chơi mini game. Bán kéo dạ này với giá 99.000. Cho chị nào chia sẻ nhanh tay nhất này. Hello, có vẻ giờ này đông người xem được hơn. Mình bắt đầu béo lên rồi. Sợ bác người to đùng. Sợ thật. Ok, cảm ơn Moi Trang. Thank you Moi Trang nhá. Tất nhiên là em đang bầu nên là mặc nó sẽ không còn đẹp bằng bằng các chị không bầu bởi vì cái bụng nó đang rất là to nhá mọi người nhá. Rồi ok, mọi người chia sẻ live stream vào 5 nhóm giùm em này. Hello chào Nga, lâu lắm không gặp Nga. Hello chào Nga nhá. Tí nữa mình sẽ quay cả len luôn, hôm nay sẽ quay cả len cả dạ luôn nhá mọi người. Hôm nay sẽ quay cả len cả dạ luôn ạ. Mọi người chia sẻ live stream này, cái bụng này giữa trán luôn. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em đi ạ. Chia sẻ live stream mạnh tay lên nhá. Lên 200 người em sẽ bán áo dạ cho một chị bất kỳ nhất. À, một chị may mắn nhất sẽ nhận được một chiếc áo dạ với giá 99.000 ạ. Một chiếc áo dạ với giá 99.000 tùy chọn luôn. Tức là nếu chị có lượt mua hàng với giá 99.000 thì chị chỉ cần đặt mua một chiếc áo dạ sẽ được tính với giá là 99.000 nhá. Mọi người biết vì sao áo này không tặng không đồng được không ạ? Bởi vì giá nó nhập về khá là cao. Giá ở trên tang của nó chủ yếu là toàn tiền triệu thôi mọi người nhá. Có cái này mất cả mác luôn này. Đây này, áo đều đầy đủ tang mác cho mọi người luôn này. Có đầy đủ size như mà em đang mặc luôn này. Mọi người nhá, 558 yên. Mọi người cứ nhân tiền lên nhá, 558 yên. Đó. Ok mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nhá. Màu này mặc lên có vẻ bị tối. Chia sẻ mạnh tay lên cho em này, chia sẻ vào năm nhóm. Lên 200 người, em sẽ dành tặng cho hai chị hai suất mua áo dạ với giá 99.000 và tiếp theo tặng cho ba chị suất giảm giá 30% nhá. Áo cực kỳ đẹp luôn, áo này thì đang có size ML, XL nhá mọi người. Hiện thì em chưa tìm được size S nhưng mà chắc là có, nhưng mà nó lẫn ở đâu đấy thôi. Rồi ok, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Chia sẻ vào 5 nhóm nhá. Chia sẻ vào 5 nhóm cho em này. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nhé. Em chào chị Hoa Bất Tử này, hello chị nhá. Xe 5 nhóm, em ơi, ghi cho chị ơi, sao camera mình tối tối nhỉ? Rồi. Em chào chị Thanh Thảo Đỗ, thật sự em đang mặc áo này rất rất là nóng luôn. Mồ hôi chảy, bật điều hòa mà không lại được. Áo dạ cực kỳ dày, đều là dạ ép nhá mọi người. Em chào chị Hoa Bùi này, hello cả nhà. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Ok, bây giờ thể lệ chơi hôm nay phải chơi khó hơn một chút nhá. Em sẽ cho giới hạn số dài ra một chút. Chơi khó hơn bằng cách là cho giới hạn số dài ra một chút. Bởi vì em sẽ dành tặng cho các chị những suất mua áo dạ với giá 99.000 thôi.
Tất nhiên là mẫu áo em cho các chị tùy chọn, chứ không phải bắt buộc là cái áo em đang mặc. Bởi vì có những chị thích màu em đang mặc, có những chị màu da không hợp. Nên em dành tặng suất mua áo dạ giá 99.000. Chỉ cần chị đặt hàng trong livestream này, tức là sao? Khi chị đã trúng một suất áo dạ giá 99.000 thì chị chỉ cần xem cái livestream này, đặt một chiếc áo dạ, em sẽ bán cho chị với giá 99.000 nhá. Ok chưa ạ? Mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên, tại sao có 113 lượt chia sẻ thôi. Nào có ai muốn mua cái áo dạ dạ như em đang mặc với giá 99.000 không ạ? Đây nhá, chất dạ này mọi người này, tay này. Nói chung là cực kỳ đẹp luôn, có size ML XL luôn nhá. ML XL luôn. Đây ạ. Đây cho mọi người xem giá tác của nó luôn này. 558 yên nhá mọi người. 558 yên luôn ạ. Ok, ok chưa ạ? Có chị nào muốn mua kéo dạ em mặc với giá 99.000 không ạ? Đây. Đây là em đang bầu nhá, em đang bầu. Nên là mặc nó hơi bị phồng ra đằng trước một chút này. Mua áo dạ em đang mặc với giá 99.000, có chị nào muốn không ạ? Rồi ok, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nhá. Ok, mọi người cáp lại màn hình này. Bây giờ thể lệ chơi đơn giản lắm, ngày nào nhà em cũng tặng cũng chơi mà. Đây nhá, cái áo này này giá 99.000. Nói chung là tùy vào mọi người chọn. Em nói rồi, chỉ cần mọi người tham gia mini game là có cơ hội mua áo dạ với giá... Nóng quá. Mua áo dạ với giá là 99.000. Bởi vì sao? Em không tặng mọi người chiếc áo này, nhưng dành tặng những suất mua hàng giá 99.000 nhá. Như ban đầu nói, tặng 2 suất mua áo dạ 99.000, đồng thời tặng 3 suất mua giảm giá 30% trên một chiếc áo dạ nhá. Mình đang mặc size M, mình đang mặc size M nhá, size S thì chưa tìm thấy. Rồi ok này, bây giờ thể lệ chơi game là như sau. Bây giờ chị em mình sẽ chơi game để tặng 2 suất mua áo dạ giá 99.000 trước nhá. Bây giờ sẽ chơi game để tặng 2 suất mua áo dạ giá 99.000 cho các chị tùy chọn trong livestream này, bất kỳ cái áo nào nếu chị đặt được, nếu chị đặt nhá, tức là nếu chị comment đặt hàng ấy, bên em sẽ bán cho chị với giá là 99.000. Ok chưa ạ? Chỉ cần các chị trúng game, ba còn đâu tí nữa sẽ chơi game tặng 3 chị về suất giảm giá 30%. 30% cũng khá là nhiều đấy mọi người ạ. Rồi ok nhá. Bây giờ thể lệ chơi này, em viết cho chị số ấy. Thể lệ chơi vẫn như mọi khi, em sẽ viết ủi nóng thế. Này. Bật cho chị em ngửi quạt lên quay vào mặt chị, nóng quá. Ok. Bây giờ em sẽ ghi một con số may mắn bất kỳ ra một quyển sổ đi ạ. Rồi ok, em sẽ cho gợi ý. Chị nào là chị đoán nhanh nhất nhá, là em sẽ dành tặng một suất mua áo giá 99.000 đầu tiên được không ạ? Chị nào là người comment nhanh nhất này, đúng con số đó nhất này, đầu tiên này, em sẽ dành tặng một suất mua áo giá 99.000. Lát nữa em sẽ bán cái áo em mặc. Em khẳng định mọi người luôn, giá tác toàn từ 1.500.000 đến 3.500.000. Em sale một phát đồng giá 350.000 đến 550.000 một chiếc áo dạ thôi. Đều là hàng nguyên tang, đều đầy, ôi tôi chết, ghi cho chị số ga. Đầy đủ size nhá mọi người nhá. Đều là hàng new Quảng Châu và đầy đủ size cho em này mọi người này. Ok, lát nữa em sẽ bán cái áo dạ em mặc hầu hết đều được sale rồi. Bởi vì là cái giá trên tag các chị cứ nhân tiền lên là sẽ ra giá, bởi vì trên tag nó đều có giá nhá. Và em sẽ chỉ bán với giá đồng giá 350.000 đến 550.000 trên một chiếc thôi ạ. Rồi ok. Em đã có trên tay con số may mắn của ngày hôm nay rồi ạ. Em đã có trên tay con số may mắn của ngày hôm nay nhá. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ cho gợi ý này. Những chị nào vào sau chưa biết thể lệ chơi thì nhanh tay chia sẻ vào 5 nhóm để nhận suất mua áo dạ với giá 99.000 nhá. Không yêu cầu là tặng các chị, không ấn định tặng các chị bất kỳ một cái nào cả. Tùy các chị chọn luôn. Áo dạ này có size như mẫu em đang mặc là có size hiện tại em đang tìm thấy size M, size L và size XL. Size S thì em chưa tìm thấy, chắc là nó lẫn ở trong cái đống ở trong này vì nhiều lắm. Về mấy trăm cái em chưa kịp soạn, hôm nay em quay luôn nhá. Rồi ok này mọi người ơi. Em sẽ cho gợi ý. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 01 đến 60. Từ 01 đến 60 ạ. Hôm nay khoảng cách nó sẽ dài ra một chút. Bởi vì sao? Tặng suất áo dạ giá 99.000 nhá mọi người nhá. Rồi ok ạ. Đây là một con số nằm nhỏ hơn 60, có 2 chữ số. Hay nói cái khác là như vậy đấy ạ. Là một con số có 2 chữ số và nhỏ hơn 60 nhá. Nhỏ hơn 60 cho em này. Ok chưa ạ? Chị Huyền Bùi 38 size, chị Đỗ Trinh 64 size này. Nhưng ai vào sau chưa biết thể lệ chơi thì nhanh tay chia sẻ dùm em livestream vào 5 hội nhóm bất kỳ nhá. Chỉ cần chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm bất kỳ là sẽ có cơ hội mua áo dạ với giá 99.000 đồng.
áp dụng cho những chiếc áo dạ như em đang mặc luôn. Hôm nay nhá, 500 chiếc dạ lên, cả 500 chiếc đều đẹp đều luôn, đầy đủ size cho mọi người nhá. Ok chưa ạ? Chị Hiền Vịt 46 size, chị Phạm Thủy 54 size, 35 size nhá chị yêu nhá. Thủy Dung 26 size này, Phạm Thủy 20 size. Rồi ok, em nói lại thể lệ chơi, những chị vào sau chưa kịp nghe thì vui lòng chia sẻ livestream vào 5 nhóm, đoán cho em con số bất kỳ, không giới hạn lượt comment nhá. Ví dụ các chị chia sẻ vào 5 group đúng không ạ? Các chị sẽ được đoán 10 con số bất kỳ. Chị nào đoán đúng em dành tặng suất áo, suất mua áo dạ với giá 99.000 áp dụng cho chị comment đầu tiên, và chị comment tiếp theo thì lát nữa sẽ biết trò chơi của bên em nhá. Chị Phạm Thùy 13 size, 37 size nhá chị Thùy Dung ơi. Đây là một con số có 2 chữ số, là con số có 2 chữ số mà nhỏ hơn 60 nhá cả nhà nhá. Chị Thùy Dung 45 size, 28 size luôn, bị ẩn comment rồi. Nhìn thấy có 2-3 người là bị ẩn rồi. Chị Huyền Thanh 52 size, ok em sẽ dùng 2 máy đọc cho với mọi người này. Em sẽ dùng 2 máy đọc nhá mọi người nhá. Em sẽ dùng 2, em ơi chia sẻ cho chị với. Em sẽ dùng 2 máy để đọc comment này. Chị Đàm Ngọc Anh 38 size, ôi lâu rồi không rồi chị. Chị Thùy Dung 45 size nhá. Chị Mây Mút 59 size. Phương Hiếp 37 size, Hương Lê 51 size, Thủy Tiên 50 size, Lý Hiền 59 size này. Ok, những chị vào sau mà chưa kịp biết thể lợi chơi bên em thì nhanh tay chia sẻ livestream vào 5 nhóm để có cơ hội mua áo dạ với giá 99.000 nhá cả nhà nhá. Trần Mỹ Linh à, Trần Mỹ Linh 17 size. Su Alex 58 size. Su Alex size này, Phạm Hoàng Anh 52 size. Nào các chị ơi, chỉ được comment 10 lần thôi nên hãy chọn lọc đi ạ. Khoảng cách là 60 con số cơ, nên mọi người hãy comment chọn lọc một chút, đừng comment ồ ạt nhá. Mỗi chị chỉ được comment 10 lần thôi. Mỗi chị được comment 10 lần thôi ạ. Như vừa nãy giờ em thấy có mấy chị đã vượt quá lượt comment là em sẽ không đọc comment nữa nhá. Mỗi người chỉ được comment 10 lượt thôi ạ, 10 lượt vì chia sẻ 5 nhóm này. Chị Mai Liên 55 size. Chị Hương Lê 51 size. Chị Đàm Ngọc Anh 44 size, 55 size nha chị. Chị Mai Kino, em không hề thấy comment đoán số của chị nhá. Hoài Na Hana 55 size. Phạm Thủy 45 size này. Nào các chị vào sau ơi, nhanh tay comment và chia sẻ cho em đi ạ. Nhanh tay comment và chia sẻ một chiếc dạ new như thế này với giá 99.000 thì quá là rẻ luôn ạ. Quá là rẻ luôn nhá. Đây này, mọi người ơi, chả nói gì đâu xa. Em chả thấy, à đúng rồi, em không thấy chị Vũ Giang ạ. Chị Đàm Ngọc Anh ơi, sẽ không được tính trên một comment mà comment quá nhiều số như vậy đâu ạ. Mỗi comment chỉ ứng với một lần thôi để bên em lọc lượt comment nhá. Chứ comment một lần 4-5 số, các chị comment cả chục số thì em cũng chịu thôi. Chị Phạm Thủy 59 size đây này mọi người này. Em thấy luôn mỗi máy nó nhảy một kiểu, đây là bị comment bị ẩn chứ không phải là do em không đọc đâu nhá. Đây là phải dùng cả hai máy đọc để cho mọi người không bị ẩn comment đấy ạ. Chị Sualex 35 size. Phạm Thủy 39 size. Ok Mỹ Linh nhá. Hoài Hana 37 size. Chị Thùy Dung 14. Chị Thùy Dung comment nhiều lắm rồi nha. Chị Thùy Dung ơi, comment nhiều lắm rồi nha. Không thấy Nguyễn Thị Thu, đúng rồi, bây giờ mới thấy comment của Nguyễn Thị Thu này. Ok cả nhà ơi, chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Các chị ơi, chần chừ gì nữa, mua một cái áo dạ này. Một cái áo dạ tiền triệu mà được mua với giá 99.000 thì có quá rẻ không ạ? Có quá hời không ạ? Mà mùa đông thì thật sự là áo dạ thì không ai có thể thiếu được, bởi vì áo dạ là một sản phẩm cực kỳ dễ mặc luôn nhá mọi người nhá. Chị Phạm Thủy ơi, 60 là sai. Tiếp này đẩy view cho em nhá. Đẩy view cho em lên 350 người thôi. 350 người cho em sẽ cho một gợi ý cho nhanh này. Đây là một con số nhỏ hơn 60, nhỏ hơn 60 nhá. Nguyễn Thị Thu ơi, không thấy comment số Nguyễn Thị Thu à? Em có thấy không? Mày đều thấy không? Cứ Ngọc Uyên 42 size, 51 size luôn nhá. Hoàng Anh 52 size này. Nguyễn Hải Yến 0303 size. Đây là một con số nhỏ hơn 60. Đẩy view lên cho em đi nào các chị ơi. Đẩy view lên 350 người thôi. Em sẽ cho tiếp một ý để mọi người comment nhanh nhá. Áo dạ em mặc tí em sẽ bán với giá siêu giật mình luôn. Nói chung là nó chỉ bằng khoảng 30% giá trên tag thôi nhá. Ok chưa ạ?
Các chị ơi, hãy chơi game đi để nhận phần quà mua áo dạ với giá 99.000 trước đi ạ. Biết đâu lát nữa các chị mua được áo dạ giá 99.000 không cần phải mua nguyên giá thì sao? Được chưa ạ? Sao lại không thấy của em? Chị không biết. Không thấy hiển thị comment, chỉ thấy comment em hỏi thôi, không thấy comment đoán số luôn nhá. Không thấy comment đoán số đâu ạ. Bị ẩn comment nhá. Ok này. Tiếp tục cho em này, 57 chị Thu Trần sai, chị Thảo Lê sai luôn nhá. Chị Mai Mít 20 sai, Trang Đoàn 10 sai, Nari 21 sai, Út Cưng 41 sai, Thảo Lê 27 sai này, Lý Hiền 44 sai. Được rồi, em sẽ cho gợi ý này. Em sẽ cho gợi ý nhá, đây là một con số nhỏ hơn 60 và là một con số lẻ. Ok không ạ? Nhỏ hơn 60 và là một con số lẻ cho em này. Nhỏ hơn 60 và là một con số lẻ. Nhỏ hơn 60 và là một con số lẻ. Áo dạ mình mặc thì đang có size ML và XL nhá mọi người nhá. Hạnh DTM, không thấy comment của Hạnh DTM đâu ạ. Thu ơi, từ nãy giờ em chỉ comment hỏi chứ em không comment số đúng không? Nhưng câu hỏi của em đều hiển thị trên này, nhưng mà số thì không hiển thị nên chị không hiểu vì sao bị ẩn vì sao luôn nha mọi người nhá. Ok chưa? Nhanh tay comment cho em nào, là một con số lẻ nhỏ hơn 60 này. Nhanh tay này, là một con số lẻ nhỏ hơn 60 nhá. Là một con số lẻ nhỏ hơn 60 này. Chị Nguyệt Minh 47 sai ạ. Chị Nguyệt Minh 47 sai cho em này. Su Alex 23 sai. Phạm Thủy ơi chị ơi 28 sai nhá. Rồi ok, đã có một người comment đúng, nói khản cả cổ luôn. Nói khản cả cổ luôn này. Em sẽ công bố đáp án nhá. Ok. Là con số 33, ok chưa? Đây là comment, cái camera nó đang bị ngược nhá. Số 33 này. Số 33. 33 nhá mọi người nhá. Số 33 này em đã nhìn thấy một chị comment đầu tiên. Một chị comment đầu tiên là chị Nguyệt Lệ. Chị Nguyệt Lệ vui lòng để lại số điện thoại, chụp lại màn hình chia sẻ đủ 5 group giùm em này. Chụp lại màn hình chia sẻ đủ 5 group, đừng xóa nhá. Và đừng xóa, em khuyên. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều chị trúng game nhà em nhưng mà lại đi. Xóa hết lượt chia sẻ, tức là sau khi trúng game xóa. Bên em không kiểm tra được, là sẽ không tính đâu ạ. Các chị cứ chụp lại màn hình, bên em có phần mềm kiểm tra, nhưng nếu các chị xóa nó sẽ không hiển thị được đâu ạ. Ok chưa ạ? Tiếp theo, bây giờ tặng một suất may mắn tiếp theo mua áo dạ giá 99.000, áo dạ bất kỳ nhá. Nếu chị thích áo này chị có thể comment luôn, em sẽ cất cho chị luôn. Còn nếu không chị có thể chọn ở cả cái livestream này, bất kỳ một cái áo nào chị mua đều được với giá là 99.000 này. Rồi ok, bây giờ các chị mua comment dùm em áo dạ rẻ kèm số điện thoại, ok chưa ạ? Áo dạ rẻ kèm số điện thoại. Chị nào là người comment đầu tiên em tặng thêm một suất mua áo dạ với giá 99.000 nhá. Áo dạ rẻ kèm số điện thoại này. Áo dạ rẻ kèm số điện thoại dùm em nhá. Áo dạ rẻ kèm số điện thoại dùm em này. Hôm nay em lên siêu phẩm dạ và len, có cả dạ cả len luôn nhá mọi người nhá. Áo dạ rẻ kèm số điện thoại đi ạ. Áo dạ rẻ nào, sao cứ thấy em không để làm gì, comment nhanh. Áo dạ rẻ kèm số điện thoại ạ. Các chị ơi, thực ra là bây giờ đến bây giờ là 2,1k comment rồi. Và có thể là em sẽ không thể nhìn thấy hết, không thể nhìn thấy hết comment của mọi người đâu ạ. Và đừng quên là ai cũng phải chia sẻ đủ 5 group dùm em này. Chia sẻ đủ 5 group cho em mới được tính nhá. Ok chưa ạ? Áo dạ có ạ, cái áo em mặc có bán và có đang có size ML, XL. Chờ em một chút, em sẽ đọc mã số chốt cái áo em mặc này. Ok chưa ạ? Ánh sáng ở đây nó đang không được ok đâu. Em đảm bảo các chị nhận hàng chỉ có khen đẹp trở lên thôi nhá. Em khẳng định luôn. Áo dạ rẻ ok, đã có một chị comment rồi này. Tại sao các chị cứ comment thấy em không phải làm gì, comment nhanh tay lên. Áo dạ rẻ kèm số điện thoại đi ạ. Để được nhận một suất mua áo dạ với giá 99.000 nhá. 99.000 thôi ạ. Nhanh tay comment cho em này. Ok, xin chúc mừng chị Nguyễn Huyền này. Chị Nguyễn Huyền nhá. Chị Nguyễn Huyền ơi, cắt lại màn hình cho em. Em vẫn sẽ chốt áo dạ với giá 99.000 cho chị, nhưng mà sau livestream này bên em sẽ kiểm tra xem chị đã chia sẻ đủ chưa nhá. Bên em sẽ kiểm tra xem chị đã chia sẻ đủ chưa. Ok không ạ? Ok, chị Nguyễn Huyền này. Chị Nguyễn Huyền để lại số điện thoại. À rồi, có số điện thoại luôn rồi. Ok này, chị ơi, chị nhớ cáp lại màn hình và đừng xóa bất kỳ một lượt chia sẻ nào. Nếu không là sẽ bị thiệt đấy ạ. Chơi trúng game. Nhưng mà em không kiểm tra đủ là em sẽ không bán giá 99.000 đâu. Bởi vì cái giá này không bao giờ có thể mua được cái áo dạ như em đang mặc cả. Nhá chị nhá. Ok, bây giờ tặng tiếp này. Tặng tiếp nhá. Tặng tiếp 3 suất giảm giá 30% cho ba chị nhá. Ok, đẩy view lên cho em đi ạ. Lên 430 người. 430 người xem thôi nhá. 430 người. Em tặng tiếp 3 suất giảm giá 30% này. 3 suất giảm giá 30% nhá. Lên 430 người cho em nhá. Ok chưa ạ? Trong lúc chờ lên 430 người,
Em sẽ bán luôn cái áo em mặc. Hiện tại chỉ có một chiếc size M, một chiếc size L, một chiếc size L và hai chiếc size XL nhá mọi người nhá. Như cái em đang mặc là em đang mặc size M ạ. Em đây nhá. Đây này các chị ơi, cho mọi người xem giá tác đẩy view lên cho em như nào các chị ơi. Đẩy view lên cho em nào. Chị Hiền tít ơi, không chơi game thì out ngay ra khỏi cái live stream này cho em nhá. Bị ẩn comment là chuyện bình thường, chị đừng có kiểu là không được quà. Em phải dừng lại em nói một lúc này. Em nói thật luôn. Ở trong này đang có hơn 300 người, gần 400 người xem. Ở đây có rất nhiều khách quen nhà em. Em tặng quà cho các chị bao nhiêu lần rồi ạ? Những chị nào nhận được quà comment tại đây hộ em cái. Không những cái chị không biết rồi lại vào chửi. Cái kiểu ở đâu không biết nữa. Chơi không được game tức quay ra chửi. Em nói chị nghe này, nếu chị đứng vào vị trí của em ý, nó bị ẩn comment cực kỳ nhiều. Có những người các chị không nhìn thấy nhưng em lại nhìn thấy. Có đúng không ạ? Có những người em không đọc được comment. Các chị phải đứng ở vị trí này các chị sẽ hiểu nhá. Em không thanh minh gì hết nhưng mà đừng có kiểu không được thì bắt đầu đi vào chửi khác như thế nhá. Rất là mất lịch sự luôn. Những con người đấy em không tiếp nhà em không bán luôn nhá. Nói thẳng luôn em cũng không tặng cho những người như thế nhá, ok chưa ạ? Đây này mọi người ơi, kiểm tra cho em nhá. Này. Giá tác này các chị ơi, nhìn thấy không ạ? 558 yên. Ok chưa ạ? 558 yên. Chưa tìm thấy xe hết. Mọi người ở lại live stream đi, em sẽ tìm. Hiện tại đây đang có 600 cái dạ nên em không thể tìm được cái nào là xe hết. Từ tí em sẽ tìm, bởi vì nó buộc theo từng bọc một. Tức là nó trở về Việt Nam nhưng nó để lẫn nhưng nó không thể buộc, nó không buộc theo dây đâu ạ. Rồi ok, hiện tại em đang có một chiếc M, một chiếc L và hai chiếc XL nhá. Ok, bây giờ em sẽ bán kéo dạ em mặc với giá là 499.000. Ok chưa ạ? 499.000 cho những ai đã chia sẻ live stream này. 499.000, mọi người cứ nhân giá tác lên ạ. Nhân giá tác lên là sẽ biết là mình mua rẻ được bao nhiêu. Ok chưa ạ? Ai lấy mai em đang mặc comment giùm em là 01 kèm số điện thoại kèm size, hoặc là 01 kèm size kèm số điện thoại nhá. 499.000 này. 499.000 đây này các chị ơi. Tay đính ngột nhá, cực kỳ đẹp luôn. 499.000. Em cam kết cho các chị kiểm chất thoải mái trước khi nhận nhá. 499.000 kèm size kèm số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? 400 cái này là dạ new nhá, dạ new toàn bộ luôn ạ. Có một chiếc M, một chiếc L và hai chiếc XL. Ok chưa ạ? Đây nhá. Áo dạ new này, đầy đủ tăng mác này. Mọi người mua đi tặng đi tiếp thoải mái luôn. Không một size L. Ok chị Cẩm Linh này. Em nhìn thấy chị Cẩm Linh không? Chị Cẩm Linh size M à, size L cho em nhá. Chị Cẩm Linh size L này. Ok Hina Hani khách quen nhà mình đúng không? Chị Hina Hani lấy con size M em đang mặc luôn nhá. Ok bây giờ chỉ còn hai cái XL thôi. Bây giờ chỉ còn hai cái XL thôi. 500 nhá, đừng ghi nhầm nhá. Em tự gập vào túi cho chị nhá. Hina Hi này. Ok chưa? Bây giờ chỉ còn size XL thôi. Size XL là chị An Thảo ạ. Chị An Thảo size XL này. Chị An Thảo một chiếc size XL cho em này. Ok chị An Thảo chiếc này size XL nhá. Em cam kết với mọi người luôn, dạ dày một cách dã man luôn nhá. Hai lớp nhá. Chị An Thảo một cái XL này. Em có nhìn có gì nữa. Ok hết mất rồi. Bây giờ chỉ còn một chiếc size XL thôi. Em mặc thử XL nhá. Chỉ còn một chiếc size XL thôi. Dưới 60 cân mặc cho em M hoặc L đều được. Bởi vì sao chị biết không ạ? Nó là form dưới 60 cân mặc M cũng được. Bởi vì nó là form suông, chứ đây không phải là dạ ôm. Tí nữa em sẽ lên mấy con dạ eo. Dạ eo thì phải chuẩn. Còn đâu dạ này thì linh động được nhá. Đây là size XL em đang mặc thì cái phần nó rộng hơn ý. Ví dụ chị nào mà bụng to hơn thì mặc rất ô ok luôn ạ. Cái dạ này size XL nhá. Còn một chiếc size XL. XL khoảng 65 đến 70 cân vẫn vừa luôn này. 65 đến 70, 72 cân vẫn vừa. Ok chưa ạ? XL cho em này, thực ra là thế này này. Người em mặc XL cũng được đây. Nếu mà những chị nào mà thích mặc kiểu xuông xuông như này và đeo cho em thêm một cái túi như thế này. Ví dụ nhá, em đấy là em đeo ví dụ này. Mặc áo form rộng, thực ra là mùa đông các chị còn mặc len ở bên trong ấy. Đây này. Đây này. Các chị ơi. Đó, các chị đeo một cái túi vào là xinh ngay, có to đâu. Đây. Rất là ok, đấy là đối với những chị nào thích mặc kiểu dáng rộng ạ. Size XL còn ai không ạ? Chị nhóc con bướng bỉnh lấy XL. Em kiểm tra đơn bạn này, như bạn này từng mua hàng rồi. Chị nhóc con bướng bỉnh hình như mua rồi. Size XL nhá chị nhá. 499.000 này. 499.000. Ok em lên tiếp nhá. Bây giờ thì không có thời gian soạn size đâu này. Lên được con nào đọc mã con đấy. Các chị đọc mã chốt cho em nhá.
Chị đổi lấy size XL nhé. Chị Cẩm Linh lấy size gì? Chị ơi, hết XL rồi, chị có lấy size L không? Em đưa áo chị Cẩm Linh đây. Chị Cẩm Linh ơi, từ từ hỏi lại chị đi. Hết XL rồi, em chỉ có size L thôi. Hết XL rồi, em đang không tìm lấy con nào XL đâu. Của chị là size L, thực ra nó cũng không chênh nhau là mấy đâu ạ. Thực ra là form nó cũng nó là form suông. Ôi này, có con này màu kem này. Giống như con em vừa mặc cái màu kem size M nhá. Một chiếc duy nhất luôn, không thấy con nào màu kem luôn. Cũng 499.000 cho em này. 499.000 cho em. Đây là con này size M nhá. Giống như con vừa nãy nhưng mà ở ngoài nó là màu kem đẹp đẹp hơn nhiều nhá. 499.000. 499.000 này. Ai lấy cái ra em đang mặc, comment giùm em mã số 03 kèm số điện thoại. 03 kèm số điện thoại hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái này thôi. Không, chỉ còn cái này size M này. 03 kèm số điện thoại. Đây là dạ dáng dài suông nhá. Tí em sẽ lên dạ ngắn sau. Mọi người nhìn kỹ giùm em. 499.000 này. Hùng Thúy Hà, ok, lấy size M 499.000 cho em này. Chị Hùng Thúy Hà nhá, có đúng một chiếc duy nhất. Em chưa nhìn thấy một chiếc màu kem luôn. Đúng một chiếc duy nhất. Chị Hùng Thúy Hà này, ok chị Hùng Thúy Hà nhá. Đây em ơi, 499 nhá. Ghi cẩn thận đấy, đừng có mà ghi nhầm. Lên một con tối màu này. Size M. Tiếp theo một con cho các chị size M. Chờ em một chút, em sẽ tìm cái con cùng size chúng ta. Nó về một lúc luôn ý, em không kịp. Không kịp làm hàng luôn nên là không kịp sắp ra, chứ không kịp sắp ra cho mọi người mua cho nhanh. Đỡ phải comment nhiều. Hiện tại cái mẫu cam đất mã 01 em đang hết. Em ơi, xem ở cạnh em có phải một cái con cam đất không? Ở sau lưng. Sau lưng nhỉ, có một cái cam đất đúng không? Hình như là mẫu đấy đấy. Ôi cái em mặc xinh quá. Cái em đang mặc nhá, dành cho những chị nào cao cao một chút này. Dạ dáng váy xinh chưa? Đúng chuẩn size M luôn nhá, size M luôn. Size M này. Ai lấy con dạ này comment giùm em. Giá của em áo này là 450.000, 450.000 nhá. 450.000 cho em này, size M, 450.000 một chiếc duy nhất. 450.000 một chiếc duy nhất đúng không? Không phải à? Giống cái chị mặc á? 450.000 một chiếc duy nhất này. Size M cho em khoảng 58 đến 60 cân đổ về thôi nhá. 60 cân quay đầu mặc vừa con này. 60 cân quay đầu mặc vừa con này nhá. 480.000. 480 đúng không? Chị còn 480 à? 450.000. Sorry. Ai lấy áo em mặc comment là mã 05. Mã 05 nhá, 450.000. Mã số 05. 05 450.000 cho em này. Em ngồi em nhắc chị nhá, chị không nhớ đâu. Đây này, khuy này. 054 450.000 nhá, nhớ là 60 cân đổ về thôi. Nếu mà 60 cân hơn là nó sẽ bị kích bụng. Chị qua lấy đồ rồi, chị ơi em đang quay. Chị Hương ơi, ngày mai qua của em được không? Chị Hương ơi, mai chị qua mình vào mặc size M chuẩn luôn đấy. Một con màu xanh này nhưng mà size XL. Lên một con màu đỏ đi cho đời nó đỏ này. Có màu be không, mã không mấy đấy. Mã 05 size M kèm số điện thoại đi ạ. 05 chị Đinh Thu Thảo. Chị Đinh Thu Thảo nhá, lên một con màu đỏ này. Màu đỏ cổ lông size M xem giá tác bao tiền. Sao con này không thể in giá nhỉ? Con này không thể in giá. Các chị ạ. Thôi chả quan tâm, nói chung chỉ biết chất rất là đẹp, size M này. Size M cổ lông nhá. Con này dáng ngắn hơn một chút này. Size M cổ lông. Có bông hoa nhá, cái này thì các chị mặc rất là hợp luôn này. Tay lỡ. Chị Nguyễn Đường ơi, mai của em nhá. Đây. Nó còn có khuy ở dưới nữa cơ. Nhưng mà con này chỉ khoảng 58 cân đổ về cho em, không kích ngực nhá. 58 cân đổ về và ngực vừa thôi này. Nếu mà ngực bự là kích nhá. Đây. Cái áo dạ em mặc nhá. Áo dạ em mặc này. Giá cũng là 450.000, 450.000 nhá. 450.000 này. 450.000 cho em. Ai lấy comment giùm em mã số là 07 kèm số điện thoại nhá. 07 kèm số điện thoại. 07 kèm số điện thoại đi ạ. Đây là hàng new toàn bộ cho em nhá. 07 kèm số điện thoại này, mặc khoác rất là ok, không biết cái cổ là có tháo được không? Cổ lông tháo được nhá. Đây này, các chị không thích có thể tháo được cổ lông này. Cổ lông cho em này. Áo đỏ hiện tại thì em chưa tìm được size S, có đấy nhưng mà không tìm thấy đâu, nó lẫn ở đâu ấy. Có ai lấy mã này không ạ? Mã bao nhiêu ấy nhỉ? 07 nhá, chị nhá. Cái này màu be để em tìm. Chị Linh tít lấy M cổ lông. Ok chị Linh tít này. Chị Linh tít lấy M cổ lông. À quên. Chết rồi, chị nhầm giá. Chị nhầm giá cái áo đấy. Áo đấy rẻ hơn, quên sorry.
Chị Linh tin ơi. Chị Linh tin ơi, cái áo dạ mà chị vừa lấy giá là 399 nha, em nhầm đấy ạ. 399.000 nha Linh. Linh tít nhá. Linh tít thời vãi. Linh tít ơi, 399.000. Ôi con này tận size XL cơ. Màu đỏ đẹp quá mà size XL này. Nhưng mà size L là mặc được rồi. Linh tít ơi, có 2 2 à đâu? Chị đọc là bao nhiêu? 399. 399 đúng không? Đúng rồi. 399 nhá Linh tít nhá. 399. Đây tiếp cái áo dạ em mặc này. Đẹp chưa? Cái áo dạ em mặc này nhá, cái này khoảng size L là mặc được luôn đấy ạ. Đây là dạ form suông đúng kiểu Hàn luôn này. Đúng kiểu Hàn luôn nhá. Ai lấy con dạ này comment giùm em 450k, cái này là 450.000 nên comment giùm em mã số 450 kèm số điện thoại. Con này khoảng size L 58 đến khoảng 62 63 cân là vừa đấy. 58 đến khoảng 62 63 cân là vừa. Mắc cái XL thôi nhưng mà không đến XL đâu. Nhưng mà vai chị nào mà bé thì đừng lấy cái này nhá. Đây này. Cái vai nó là cái vai vuông nên là vai chị nào mà bé quá thì mặc nó cực kỳ bị Hôm nay không like stream dép ạ. Để mình tìm nhá, có đấy mọi người chờ một chút. Cái này này. Đây này cái vai nhá, vai chị nào mà tầm cỡ như vai em này là mặc sẽ ok. Chị nào mà vai bé quá mặc nó sẽ bị gồ lên ấy, nó không đẹp. Bởi vì cái này nó gần giãn kiểu độn vai này chứ không phải là vai xuôi nhá. Ai lấy cái mã này comment là 450 kèm số điện thoại giùm em nhá. 450 kèm số điện thoại giùm em này. 450 kèm số điện thoại. 450 kèm số điện thoại nhá. Em có cắt đâu. Nó vẫn thế mà. Em có cắt đâu. 450 kèm số điện thoại. Ok, chờ em một tí. Đây này, nó cứ buộc như thế này luôn này các chị này. Vấn đề là thế, hàng vừa bền em không lọc được. Có ai chốt 450 ấy. Chị nhà nào thắt ơi, em cho chị cái kéo chứ không rút được ra. Lên một con màu đỏ tiếp cho may mắn nhá. Chờ em một chút, rất là nhiều luôn. Xem có con nào sai. Ô con này, con màu xanh rêu đi. Từ nãy giờ chưa có nào màu xanh đúng không? Màu xanh nhá. Hoàng Hiền ơi, 48 cân mặc size S thôi. Để mình tìm size S, có S đấy. Ui, giống hệt con lúc đầu. 499.000. 499.000 cho em này. 499.000 size M màu xanh rêu. Em không biết chị kia có lấy không nhỉ? Chị bảo chị đổi size không để trả lời gì nữa, không biết có lấy không? Chị bảo vẫn lấy gì? Em đọc comment chị nhá. Cái áo giống lúc đầu em mặc này nhưng mà màu rêu, màu này ở ngoài đẹp hơn trong ca đang bị xỉn nhá. Áo này là 499.000 size M. Size M cho em này 499k. Ai lấy comment 499k kèm số điện thoại nhá. Đây là màu rêu. 499k kèm số điện thoại. Có dạ ngắn nhá chị Lam Phong, nhưng mà nó lẫn đi nên em không tìm được. Em cứ bắt lại mặc thôi. Em cao 1m6 nhá mọi người. 499 rêu. Thu Trang áo đẹp có toàn size to. Thu Trang ngày mai lại có. Thu Trang nói thế ngày mai có một lô dạ bé về cho các bạn bé này. Chị Hạnh Vũ nhá. M499 rêu. Tiếp một con size M này. Tiếp một con size M nhá. Chị Hạnh Vũ ok, chị Hạnh Vũ như comment lại số điện thoại. Ôi em dạ dáng khăn này. Em dạ dáng khăn nhá. Đây. Em dạ kiểu khăn nhá các chị nhá. Đây nhìn như kiểu một cái khăn luôn này. Nhìn như kiểu một cái khăn luôn. Con dạ đỏ này. Em dạ đỏ này bán với giá là 350.000. À đâu 360.000. Chị nào lấy comment 360 size M nhá. 360.000 cho em nhá. Vạt lệch này. 360.000 ạ. Thường là mình mặc size M, thế nên là từ nãy giờ mình mặc size M lên đều chuẩn luôn đấy ạ. 360.000. Ai lấy comment 360 cái này là không quy nhá. Mặc kiểu khoác như này nhá. Màu đỏ ngoài tươi hơn một chút nhá. Màu đỏ trong cam đang bị xỉn. 360.000 con này nhá. Để xem cái giá tác là bao nhiêu. Ai lấy để cả số điện thoại đi ạ. Không thấy hay do mình không biết đọc. 568 yên này. 568 yên này. Hàng mới nhá bạn nhá. Hàng mới ạ. Bầu xinh gái. Ok, cảm ơn Thu Moon. Linh tít đổi gì đấy? Linh tít có cái dạ M cổ lông.
Đổi. Đổi cho bạn đi, vứt cái kia ra đây chị bán lại. Linh Tít ơi, đổi duy nhất cho Linh, cho Linh Tít nhá. Em bụng to mà. Chẳng qua là mặc dạ xuống đâu, đổi sang cái đấy. Ok, đổi duy nhất cho Linh Tít này. Không đổi cho ai nhá. Mọi người ơi, xem kỹ giùm em đi. Hãy thương lấy bà bầu này. Bởi vì em đang bầu. Nói thật mệt lắm, nói mệt lắm. Con này size M. Dạ váy dài, chị Khánh Linh chờ em tí, có một con màu nâu, đưa con màu nâu cho chị, chốt cho Khánh Linh luôn. Khánh Linh có thích màu nâu không? Có một con dạ váy đấy. Đây nhá. Em dạ cổ lông này 399.000 cho em nhá. Size M. 399.000. 399.000 nhá, đây. 399.000 này. Ai lấy comment là 399 kèm số điện thoại giùm em. 399 kèm số điện thoại giùm em nhá. 399 kèm số điện thoại. Chị thích đen. Em cảm ơn chị Lê Tu, thank you chị yêu. 399 mấy nữa cơ các chị ạ? Mấy tháng nữa thôi. Các chị sẽ không nhận ra em đâu. Bởi vì em sẽ rất là béo, bởi vì đợt vừa rồi em nghén không ăn được. Nhưng bắt đầu 1-2 tuần đổi đây em ăn như một con lợn. 399 size M nhá. 1-2 tuần đổi đây ăn như một con lợn và dự là sẽ tăng cân một cách gọi là dã man. Nâu cũng được, xếp cái nâu này thì đẹp quá, còn nâu cũng được. Bà Linh ạ, xem size gì thôi. Ô nhưng mà size L cơ chị ạ, size L cơ, sợ chị mặc rộng không? Đẹp lắm nhưng mà size L sợ chị rộng. Gọi tên, em có thấy chị yêu anh, em có thấy chị yêu anh nhá chị yêu nhá. Em có thấy chị luôn ạ. Đây con này xinh luôn này, size L. Nhưng mà tầm size M cũng mặc được đây, đây như em đây, size M chuẩn luôn đấy. Size M chuẩn đấy, mặc tất cả hãng hiệu gì cũng mặc size M đây. Đây nhá. Em mặc size M chuẩn đấy, ô con này đẹp thế. Em này đẹp nhá. Em này cực đẹp luôn này, cực đẹp luôn này. 499.000 hôm nay bán giá tri ân đấy, không bán cái gì lên 550.000 đâu. 499.000 nhá. Ôi, chị mặc này đẹp quá em ạ. Chị mặc nhá. Thế em không mặc thử sớm. Đẹp quá. 499.000 nhá. Đây là giá tri ân. Áp dụng cho ai xe clip, áp dụng cho ai xe clip ở chế độ công, ở chế độ này. Ok, 499k của chị Nguyễn Oanh này, chị Nguyễn Oanh. Chị Nguyễn Oanh. Ơ con màu đỏ là không ai chốt à? Không ạ, 399. Ơ, vừa đây. Hình như các chị dị ứng màu đỏ à? Ơi có một con màu xanh rêu. Màu xanh rêu có chị thích không? Thích màu gì để em tìm. Em ơi lấy cho chị đỏ đô này, đen này. Hồng. Đỏ đô, đen, hồng. Có bọc nào màu kem không? Màu be không? Ôi này. Con 499.000 còn một con nữa này các chị ơi. Con này nhiều thế. Em này đẹp mà sao nhà mình nhiều thế nhỉ? Đỏ nhiều đấy. Phải lẫn vào. Em cắt bọc đỏ chị pha lẫn. Đỏ nhiều quá các chị sợ ấy. Tẩy, các chị tẩy chay thích rồi. Em này size L nhá. Em này size L cho em này, size L. Ô cái khuy cũng đẹp luôn này. Size L 499.000. Size L 499.000 nhá cả nhà ơi. Size L 499k, ai lấy comment luôn size L 499 đi cho đỡ nhầm. Size L rêu. Cái gì đấy đẹp đấy. Size L rêu 499 giống cái áo của đấy đấy. Cái mác giống mà. Size L 499 rêu cho em này. Xinh chưa? Nhưng mà cái này phải dạ lắng xuông nhá. Chị nào quen mặc này. Ui đẹp lắm. Size L 499k. Ôi dồi ôi, khi cái bộ đen tôi mặc có cái gì đâu. Có mỗi cái chân váy với cái áo ba lỗ thôi. Mix vào với nhau. Like nào có người hỏi 60 cân được chị ơi. Size L là khoảng 60 cân cho đến 65 cân. Mặc cho em size L là ok đấy. Chỉ có L thôi bà Ngân. Bà Ngân K à. Bà Ngân K ghi là rêu M. Mẫu này không hết đỏ rồi ạ, à. Hết đỏ rồi. Imot Sơn La. Imot nhá. Chị Imot Sơn La này. Đẹp dã man luôn các chị ạ. Thật sự. Màu này nhá, em cam kết màu này ở ngoài đẹp hơn trong cam. Em sẽ giữ một em để mặc. Màu đấy ở ngoài đẹp hơn trong cam. Đây một con màu ghi đi nhá. Ôi dồi ôi, size to tê. Bác con chị một bọc size M. À bác con chị một bọc đỏ đây. Có gì đây? Một con dạ mũ nhá, dạ mũ này. S đi. Ôi em muốn tìm S lắm nhưng mà em thấy các chị mà đi vào đây cho các chị bới thoải mái luôn, nhiều lắm.
nhiều lắm luôn, em không tìm, em không bới được, em cứ thuốc bọc nào thì em cắt bọc đấy thôi, bọc nào bên ngoài ấy, bởi vì có nhiều cái nhất vào trong rồi em không nhấc ra được ấy. Yên tâm là dạ, đống dạ này quay 2 ngày là hết. Ôi đẹp quá. Chết rồi, em ơi xem chị mang, mang size gì đấy, mang size gì đấy? XL. Ui giời, XL, cái này chỉ L thôi. Em này khoảng 60 cân này, chị nào thích mặc dáng suông. Như em thì em sẽ mặc cái thể loại này bởi vì em rất thích mặc dáng suông. Kể cả như người em mặc form này cũng ok. Bởi vì bản chất là em thích mặc dáng suông nhá này. Có mũ nhá. Có mũ này. Em dạ này này, đây tay đây nhá. Tay này. Ok chưa ạ? Em dạ này 380.000. Ai lấy comment 380 kèm số điện thoại giùm em. 380 kèm số điện thoại nhá. Đáng là 399 mới đúng nhỉ? Rẻ quá. Hôm nay là bán giá tri ân nhá. Nhân ngày chúng ta quen nhau, em bán giá tri ân. Ai lấy comment là 380 à? 380 kèm số điện thoại này. Cái này khoảng 60 cân. 58 cân như em mặc là ô là ok đấy. Đẹp nhỉ? Ông ơi tí tôi gọi lại nhá. Tí tôi gọi lại. À tôi biết rồi. Cái đấy tôi chuẩn bị rồi. Nhá. Chờ tí tôi gọi lại. Ok. Chị Hiền Bi Ken, ok. Cái con này là hôm nay là nhân dịp làm quen nhá. Về lô dạ đầu tiên. Nên em sẽ bán hầu hết đều giá rất là rẻ luôn nhá mọi người. Các chị cứ nhận dạ đi cho em cái feedback cho vui lòng thôi. Một con màu đỏ. Ôi con này giống con vừa nãy à? Đúng không? Một con dạ đỏ dài này, đỏ đô này. Lanh bầu mà vẫn xinh gái quá. À em chào chị Lê Thanh. Ôi em thề lâu lắm rồi chị không qua nhà em nhá. Lâu lắm rồi không thấy nhá. Ôi sao lại size L rồi? Size L này lại tầm 58 đến 65 cân này. Các chị ơi, con này đẹp lắm. Con này đẹp cực kỳ luôn nhá. Cái khuy của nó đây. Khuy của nó là một cái kiểu hình trái tim. Hình trái tim. Con này chị nào cao từ 1m6 trở lên hãng chốt nhá. Thấp hơn 1m6 mặc không đẹp hoặc là về phải đi cắt. Cái dài cắt được. Nhưng mà thôi các chị tìm con ngắn đi. Đỡ phải cắt. Đây nhá. Như em cũng hay mặc kiểu suông như này nên em thấy bình thường lắm. Size L, XL với em là chuyện bình thường. Nha các chị nhá. Em dạ đỏ này nhá. Giá là 420.000. Ai lấy comment là 420 kèm số điện thoại giùm em. 420 55 cân mặc rộng. 420 kèm số điện thoại. 55 cân mặc cho em size M thôi chị ơi. 420 kèm số điện thoại nhá. Thực ra là em tư vấn ý thì cái cân nặng nó cũng chỉ là tương đối thôi. Bởi vì có những chị nặng thịt, nặng xương, nói chung là khó lắm. Cũng khá là khó. Mọi người nhìn tặng người em dùm em là mặc size M chuẩn nhá. Em cao 1m6. 420. Chị Lương Thủy. Lương Thủy chốt 420 này. Lương Thủy đang ở đâu đúng không? Ôi nhưng mà dạ to lắm nhá, không gộp được nhiều đâu. Dạ này dày dã man luôn, gộp được nhiều. Đây một con màu kem, size M. Một con màu ghi kem size M này. Đây là màu ghi không phải màu kem đâu. Màu kem ảnh hẳn như con lúc đầu không. Đây là màu ghi nhá. Size M, ô con này đẹp này. Con này giống hệt con màu đỏ vừa nãy. Giống hệt con màu đỏ kia nhưng mà là màu ghi. Em ơi, bác qua tháo khuy cho chị gái. Thôi nhanh. Bác qua tháo khuy, chị chỉ cần mặc con này cho em mấy cái túi đây. Đây nhá. Ui. Con này size M. Size M cũng 420. 420 size M kèm số điện thoại đi ạ. 420 size M. Đưa chị mặc. 420 size M, size gì đấy? Size L. 420 size M. Ai lấy comment là 420 size M nhá. Em cảm ơn chị Hiền Biken, hôm nay có tí sống ảo thôi. Chứ bình thường thì nhìn cũng tạ lắm, xem lại mấy live stream hôm trước của em đi kinh vãi. 420 có con theo này cũng đẹp nhỉ? 420 size M kèm số điện thoại cho em đi ạ. Con màu ghi này nhá, 420 size M, màu ngoài đẹp hơn. Không phải màu xỉn xỉn như trong cam đâu các chị ơi. Em cam kết mọi sản phẩm nhà em màu ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Chị Quỳnh Diêm 420 size M. Cái đỏ vừa xong chờ tôi một tí tôi mặc bây giờ đây. Một con màu nâu đi, size L nhá. Một con màu nâu, ui giống con vừa nãy. Bao tiền? 499 à? Cái dạ em mặc này. Giá làm quen 499.000.
Hy vọng là sau hôm nay các chị tiếp tục ủng hộ em nhá. 499k em này mắc ghi size L nhưng mà người size M cũng mặc được, người tầm như em là mặc được rồi, hoặc là to hơn em cũng mặc được, vì em mặc vẫn đang rộng nhá, em mặc vẫn đang rộng. Đây là cái áo này khoảng 57 cân cho em này, khoảng 58 cân, 57, 58 cân cho đến khoảng 65 cân vẫn mặc được nhá mọi người nhá. 499.000, ai lấy comment là 499 kèm số điện thoại nhá này. Và sau 499 con này màu tây lắm, 499 kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Hường ơi, em có một bọc dạ bé đang ở ngoài kia, chưa cắt, chắc cắt nhầm ấy. Cắt nhầm phải bọc to rồi. Ngàn lần xin lỗi các chị bé. 499k. Chị Dung Dung Đào, ai chắc chắn lấy hàng chốt cho em nhá, nhớ chia sẻ live stream. Giá này bán cho các chị chia sẻ live stream. Ôi, con rêu này giống con này đấy. Đúng không? Em này size L này. Size L cho em 58 đến khoảng 65 cân. 58 đến 65 cân là mặc được rồi nhá. Ngực mà. Ngực vừa thôi. À đây, còn ngực vẫn thoải mái lắm. Dạ này là 450 à Mi? Đúng không? 450 à? 450.000. Ai lấy con này comment là 450 kèm số điện thoại giùm em. Em ngàn lần xin lỗi hệ các chị một hôm ngày mai hoặc ngày kia đi, bởi vì bây giờ mà em đi ra bóc cái đấy thì mất phải 2 tiếng đồng hồ, bởi vì nhiều lắm. Bây giờ em bóc ra em phải kiểm số lượng các thứ cơ, bóc nhờ. 450k nhá, 450k. Hay em muốn lên một đi lên, hay là các chị chờ em một chút, em sẽ khui lên. Hôm nay lên đẹp dã man luôn, lên đẹp tuyệt trần luôn. Chị Dung Đào, em cho chị con 499 rồi mà. 450k là chị Hường Nguyễn ạ. À, hình như toàn khách mới à. Chị Chi Tây ơi, không để số làm sao chốt được đơn. Lên một con màu rêu này. Mắc ghi XL là mình sợ. XL là tầm size. Đây, con này thì to thật. Con này thì phải khoảng hơn 60 cân. Nhưng mà thực ra là những bạn tin mà thích mặc kiểu rộng này cũng được nhá. Form này là khoảng 62 cân cho đến 70 cân vẫn vừa luôn. 62 đến 68 cân, nói chung là cũng tùy vào chiều cao của các chị nữa. Cái này có thêu này. Có thêu nhá, có thêu thêu mấy cái hình dạ đẹp lắm, chất dạ đẹp lắm. Em dạ này này. Em dạ này cho em là 470.000. Thôi 460 đi. Ai lấy comment là 460 đi. 460 kèm số điện thoại. Màu bát trầu. Ok, chị yêu em biết rồi. Em cho túi luôn rồi. Liverland. Ok, tí em sẽ quay len cho chị gộp đơn nhá. Đơn áo dạ này thì mỗi người giúp em là một len và một áo dạ là sẽ gộp được một đơn rồi. Bởi vì sao? To lắm. Cái áo dạ nó cực kỳ to và nặng luôn, mà em chỉ tính phí ship một người đồng giá thôi, nên bên em chịu ship cực kỳ nhiều rồi nhá. Màu gì cũng được. Nâu nâu đây này, màu nâu sáng này. Màu nâu sáng này. Cho chị cái màu này. Tú Vân áo đỏ khăn á. Áo đỏ khăn của ai nhỉ? Có con màu xanh min giống hệt con kia nhá. Em này bé hơn, em này size gì đấy? Em size M đúng không? M đúng không? Mặc vào thì bé hơn. Em này size M này. Thảo là mặc vào thấy vừa luôn. Size M nhá, nhưng mà đây là màu xanh min thêu này, 360. 360.000, chất cực kỳ đẹp nhá. Vâng, chị Hường ơi. 360 cành. 360.000, mọi người đừng rời live stream, bởi vì em khui lên cực kỳ đẹp luôn. Chị ơi, giờ lại con đỏ cúc đen bán rồi đúng không? Bán mất rồi tình yêu ơi. Chờ con cắt ui lên một con màu này đẹp này, size M luôn. Size M này. Áo dạ đỏ vừa nãy hết rồi, từ chờ mình một chút mình tìm cho. Dạ đỏ giống vừa nãy em xem có cái nào khuy đen đen ít là giống ấy. Con này size M nhá, nhưng mà bụng bé mặc được. À không, bụng em đang mặc rồi này. Bụng em đang bầu một tí. Size M chuẩn nhá. Em này size M chuẩn nhá. Size M chuẩn này. Em này 430.000, à 440.000. 440.000 cho em này, 430 thôi, được, 430k. 430.000. 430.000 nhá.
Ai lấy comment là 430 kèm số điện thoại. 430 kèm số điện thoại giùm em nha. 430 kèm số điện thoại này, size M này. Chờ em một chút, em sẽ lên. Hình như con đỏ này giống con vừa nãy. À không, không giống đâu. Gần giống thôi. À không giống mà. Nhở? Em này, nhưng mà em này size L này. Em này size L cho em này. Em dạ đỏ 450 này là size L cho em này. Quy này, size L 450 nhá. Size L 450 50.000, nhưng mà size L này thì khoảng M mà ai to người cũng mặc được rồi. Chị Hạnh Vũ 440k. Có thấy comment của bé em nhá. Em dạ em mặc quá, ai chốt không đây? 450.000. Mặc suông như này cũng được nhá. 450.000. Chờ em một chút, màu gì cũng có. Phạm Quỳnh Anh ok, Phạm Quỳnh Anh này. Phạm Quỳnh Anh lấy cái 450 nhá. Lên một con màu rêu cho những chị nào cao cao nhưng mà sẽ XL. XL thì tương đương L thôi. Khoảng ui nhưng mà vai em vừa đây này, em mặc cũng được cái này. Con này là màu rêu đậm, không phải màu đen đâu nhá. Màu rêu đậm cho em này, không phải màu đen đâu. Mà có đai bụng bụng, ơ đâu rồi. Đây nhá. Con này khoảng 60 cân cho đến 67 cân. Đây là màu rêu đậm đấy ạ. Màu rêu đậm nhá, màu rêu đậm 450. 450.000. Hả? Ai lấy comment là 450 kèm số điện thoại nhá. 450 kèm số điện thoại giùm em này. 450 kèm số điện thoại này, đang bầu mà nhìn còn có mông này. 450. Ơ Phạm Quỳnh Anh có dạ đỏ rồi mà đúng không? Vừa xong à? Vâng. Phạm Quỳnh Anh có dạ đỏ mà, đây là con này màu rêu đậm, chị nào từ 1m6 trở lên mặc đẹp nhá. Chốt cho Phạm Quỳnh Anh con đấy rồi. Rêu đậm chị Nhung Lê không giấu. Ơ sao ở đây à? Chị Nhung Lê ơi. Sorry chị này. Chắc con già này bị treo ấy, tức là người ta hạ dàn nhá. Đây là chị Nhung Lê có nhìn được không? Nó hơi bị một tí thôi, chị về thì cắt lông nhẹ cho em là được. Nếu chị ok. Nếu chị ok vẫn lấy cái áo này, em fix cho chị còn 400.000. Em fix cho chị còn 400.000 nhá. Em fix cho chị còn 400.000 đây ạ. Vẫn nguyên tao mát, không phải áo mặc rồi đâu chị ơi, nhưng mà vấn đề là chắc người ta treo ấy. Người ta treo xong rồi người ta hạ dàn xuống thì đúng bị đúng cái này. Nếu mà chị lấy em fix cho chị còn 400.000. Ôi, lông bé ở mắt khó chịu quá. Này, lông bé ở mắt này. Chẳng biết lông đâu, bé ở mắt khó chịu quá. Ôi, một con 499.000 này. Vừa lấy có ai chốt hụt con này không? Đẹp lắm em. Còn cái màu đỏ như nãy. Ok, ủy nhá. Ok, có ai lấy cái rêu vừa xong ạ? Fix thêm 10.000 còn 390.000. Fix thêm 10.000 còn 390.000. Em nói thật luôn, vấn đề là cái đấy các chị chỉ cần là cắt lông nhẹ là được. Nếu không em để riêng ngày mai mình xử lý được, cái đơn giản. Cái này 499.000 này, max XL đúng không? Max này size XL nhá. Áo này size XL 60 cân cho đến 67 cân. Cái này thì 70 71 mặc vừa ấy. Bởi vì nó là form dáng váy, form suông. 499.000 con này màu rêu nhá, giống mấy con lúc đầu ấy ạ. 499.000 rêu. Chị ơi, em vẫn còn khổ lắm cơ. Đây là em đã bảo là dạ new mà. Thì không phải là một mẫu chỉ có một cái đâu, một mẫu có thể có nhiều cái nhiều size nhá chị nhá. Ai lấy comment là 499k. 499k, em ơi tìm cho chị cái màu đỏ size M các chị đang hỏi. 499k. 499k này. Ai lấy comment giùm em là 499k kèm số điện thoại nhá. Ô, con này đẹp lắm, em mặc một cái. Màu này đẹp, màu này ở ngoài nhìn lạ. Màu này à? Chị Nguyễn Ngọc Phượng có lấy cái này không ạ? Chị Nguyễn Ngọc Phượng có lấy cái này không ạ? Chị comment là rêu đấy, không biết là chị lấy cái nào ạ? Cái này nhá là 499.000. 499.000, có ai lấy không? Có ai lấy comment cho em đi.
Comment nhanh của em với. Đây con này màu đỏ nhưng mà con chị thích con dáng ngắn như vừa nãy cơ. Màu đỏ mờ dáng dài này, 450 đúng không Mi? Con này bao tiền? Có màu kem nữa đây. Có cái giấy kim nhá. Đúng rồi, là 450 à? 420.000 420 à? Vâng. Ok, con này size M 420.000 này. Size M 420. Ai lấy comment là 420 kèm số điện thoại nhá. Size M. Có cả M cả L luôn. Có M và L. Con 420 có M và L. Ai lấy size nào comment là 420 kèm M hoặc L giùm em. 420 kèm M và L nhá, M hoặc L. Con này có M hoặc L này, chị nào từ 1m6 trở lên mặc đẹp nhá. Từ ai. Hầu ui ra một cái gì đau tê. Ôi đau thế. Chị kia có lấy không nhờ, chả trả lời gì. Nguyễn Ngọc Phượng ấy. Comment hai lần rêu liền. Thôi em ơi đừng chốt cho mày. Chị nào hỏi màu đen nhỉ, màu đen đây này, một tập màu đen luôn. Ui. Ua. Thôi đừng em đây là luôn mặc trên. Ui. Em ơi để sao chị mới đổ ấy. Mà đổ đây con Mi vóc này. Cái này có ai chốt không ạ? 420 kèm M hoặc L nhá. Đây là màu đen à? Nguyễn Thắm mà lấy size L thì comment là 420L kèm số điện thoại giùm em. 420L kèm số điện thoại giùm em nhá chị nhá. Chị Ngọc Nguyên em không thấy comment của chị luôn ạ. Không thấy comment hỏi gì luôn. Cái áo này bao tiền? Không thể ghi giá nhưng mà áo này chắc cũng phải tầm 1,5 triệu. Móc không chị cái màu đen này, màu xanh à? Ôi có một con màu xanh size M, ai chốt nhanh được cái con này đẹp này. Size M này, em này đẹp này. Em này đẹp này. Em này đẹp nhá, có một cái tròn tròn đây là xinh lắm. Em này đẹp này, có cái tròn tròn đây này, màu này đẹp nhá. Màu, cái màu này cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy con này 480.000 cho em này. 480k. Màu đỏ mận. 480k kèm số điện thoại này. Đừng móc nhiều đâu Phương ơi. 480 kèm số điện thoại. 420 là 420.000 đấy ạ. 480 kèm số điện thoại giùm em, con này size M nhá. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Màu này lạ lắm, cả bọc chỉ có một chiếc thôi. 480k kèm số điện thoại nhá. 480k này. Đấy, cuối cùng có một đen. Màu đen à? Răng váy luôn. 528 yên. 528 yên. Này 480k chị à, Ha Nguyên Thu à? Chị khách quen nhà em đúng không? Để số cho em cái chị ơi. Ôi có một con size L màu đen đẹp quá. Nhưng mà từ từ đã. Em con này có đai buộc nhá, size L màu đen này, dáng váy. Nhưng mà dáng váy hơn, ngắn hơn con vừa nãy. Chị vừa đọc size M đúng không? Hả? Chị đọc size M à? Thì chắc size M ấy chị vừa in mà. Đây nhá, ông xinh lắm. Này, con này đẹp nhỉ, chị mặc cũng đẹp ý. Này, các chị ơi, buộc nơ ở đây nhá. Đây, có nhìn thấy không? Màu đen chắc khó nhìn, buộc lệch này. Buộc lệch này. Buộc lệch này, váy này. Dáng váy nhá. Dáng váy này, em này đẹp quá. Em này quá đẹp luôn. Em này mà chất dạ mỏng hơn chất dạ khác. Nhưng mà em này có võ đấy. 450.000 450.000 cho em nhá. 450 kèm số điện thoại. Áo new bạn ơi. Quỳnh Diễm mộ 420 có màu kem. Không có màu kem đâu chị ơi. Chị có lấy không thì báo là em luôn đi. Em để em hủy luôn, em bán cho người khác chị ơi. Chứ các chị cứ lấp lừng lừng là em không biết đâu. Không có đâu ạ, không có màu kem. Không có màu kem nhá. Chị Nhung Lê không giấu đã có đơn chưa? Chị Nhung Lê lấy con này này, 450 này. Chị Nhung Lê lấy con 450 nhá. Tiếp. Size màu tiếp này. Màu mận.
size M màu mận nhá. Ok chị Quỳnh Diễm, em không có màu đấy đâu. Bởi vì màu kem ít lắm, màu kem lô này ít. Cái lông của mấy cái đây, mắt khó chịu quá. Ở đây có nhỏ thuốc rửa mắt nào không? Đây nhá, cái này cũng buộc eo nhưng mà eo em đang có em bé nên là không buộc được. Đây, buộc eo này, buộc eo nhá. Em này 370.000 này, 350.000 đi, 350, 50k. Ai lấy comment là 350 kèm số điện thoại giùm em nhá, size M. Kèm số điện thoại giùm em này. Em hủy đâu đi. Thế mà chị cứ dặn lên dặn xuống mệt quá cơ. Mà cái đấy thì bao nhiêu người chốt tranh nhau. Các chị ơi xem kỹ giùm em đi ạ. Người em cũng không có sức để mà cứ nói đi nói lại đâu. Xem kỹ giùm em với. 350. Chị Lam Phong, em bán lại con này nhá. Em này nhá, 499.000 này. Sai gì đây em ơi? Quên không nhỉ? Phương. Sai L nhưng mà tầm sai M là cũng mặc được rồi. Khoảng 55, 57 cân đến tầm 65 cân. 499.000 này. Hết rồi à, 350 hết rồi ạ. Mét 6 nặng 68 cân, mặc cho em với con size L hoặc XXL nhá, tùy form. Nếu mà form dáng váy chỉ mặc XL, à chỉ mặc L thôi. Còn những con dáng suông này mặc XL cho à mặc XL cho em. 499.000. Chị Chi Tây chốt 499 này. Ok, con này đẹp dã man luôn, em cũng giữ một con rồi. Con này đẹp đẹp dã man luôn. Màu ghi. Màu ghi form suông này. Chỉ có một cái khuy thôi, mặc sang lắm này. Cái này chị là từ 1m6 trở lên nhá. Em này giá là 370.000. Ai lấy comment giùm em 37 370. Nói chung là con này cầm thêm cái túi nữa sang. Tức là nó gần như là một cái áo choàng ấy. Các chị mặc váy đi tiệc, các chị mặc thêm một cái áo này gần như một cái áo choàng luôn. Bởi vì nó trơn và nó chỉ có một chỉ có một khuy thôi. 399.000. 58 cân cao 1m6 vừa. Chị Tây nhá. Chị ơi xanh 480 hết rồi. Con đen rằng váy hết luôn. Em này nhá là 399.000 này. Còn chưa đục túi cơ, các chị về cắt cái chỉ ra được. 399.000 này. Có thể những cái màu này các chị không thấy bắt mắt nhưng mà ở ngoài đẹp dã man luôn. 399.000 nhá. Giật ủi Quang Trung toàn comment sau mà. Cái này hủy đâu nào? Chưa ai đặt. Em sẽ quay lên cho các chị gộp đơn nhá. Em có thấy chị Huyền Vũ này. Ok, con dạ này. Chưa rồi, điện thoại chị đâu nhỉ? Em dạ này là 499.000 nhá, size L. 499.000 size L khoảng 60 đến khoảng 68 cân mặc được nhá. À XL đấy, khoảng 72 cân vẫn vừa đấy. 60 đến khoảng 72 cân. Nói chung là tùy vào mọi người cách mặc. Chị nào thích mặc suông như em thì em hay mặc kiểu này. Còn những chị nào mà thích mặc vừa người khoảng 70 cân vẫn vừa luôn. Có thấy Trang Lê này. 499k nhá, cho chị trái nước này. 499k. Đẹp lắm này. Đẹp lắm. Ok, sẽ lên nhá. Mọi người có muốn xem lên không ạ? Để em chốt, em quay lên cho mọi người gộp đơn. Mọi người có muốn xem lên không ạ? Con màu đỏ này cũng đẹp này. Em màu đỏ này nhá. Màu đỏ này đẹp này. Có S nhưng mà khổ, ngàn lần xin lỗi. Bởi vì cắt nhầm bao toàn dạ này. Có một bao dạ bé để ngoài mất. Chữ Hoa Bùi. Lấy 499k xa XXL rêu. Con này đẹp lắm đấy chị ạ, con này siêu phẩm ấy. Em này size L. Ôi nhưng mà size M cũng mặc được. Ê, cái này size M chứ L quá ấy nhỉ, chị mặc vừa mà. Chị mặc vừa cả vai luôn, xem chị gái. Chị nhìn nhầm.
Lờ á? Con này size M cũng vừa. Em này khoảng 57 cân đến khoảng 62 cân vẫn vừa nhá, 62 cân. Bởi vì như em mặc size M chuẩn mà em thấy em vừa vai này. Vai chị nào bé hơn em thì phải size L đấy. Tức là tùy vào cơ địa đấy, như em thì em vừa in luôn. Vừa in luôn nhá. Vừa in em này luôn này. Em này 430.000, ai lấy comment là 430 kèm số điện thoại giùm em. 430 nhá, chất tại đẹp lắm, 430 kèm số điện thoại. 430 kèm số điện thoại. Màu đỏ đẹp mà, bởi vì mùa đông mặc những màu này rất là ok. Nhà em không phải là màu đỏ tươi kiểu quê quê nhá các chị nhá. Nhà em không phải là đỏ tươi đỏ chói lóa đâu. Mọi người ạ, đừng nhầm. Ngọc Nguyên không giấu lấy đỏ size L. Chị Ngọc Nguyên không giấu cái của chị Ngọc Nguyên là dạ F. Em quay lên nhá các chị ơi, có ai xem dạ được không? Nếu không để em quay lên. Để em lên len nè. Cái màu kia nó là màu gì à? Không có con nào màu hầu giúp chị à? Có như là cẩn thận đấy, cả tập nó đổ ấy, nó đổ vào tập xuống ấy. Chị ơi, dạ ép chị ơi. Ôi. Đây nhá, nói chung là ban nó là dạ ép. Dạ ép nhá, chị giỏi dạ đen đi. Bác có chị cái màu cam này cũng được, cho đây, cái màu cam. Dạ tiếp à? Dạ hay lên, các chị vô đi. Dạ đỏ size L đấy hết mất rồi. Để im để em tìm. Ôi có con giống thế màu cam hay sao này? Không, không, con này khác một tí. Con này size L nhá, cũng size L màu cam này. Size L màu cam. Size L màu cam này. Em này 399.000 cho em nhá. Em này là 399.000 cho em này. Size L màu cam 399.000. 399.000 nhá. 399.000. 399k này. 399. Đây là màu cam nhá. Vào cam nó như màu đỏ nhỉ. Ở ngoài là màu cam không phải màu đỏ đâu. 399 nhá. Dạ rêu 499 hết hàng mất rồi em ơi. Xem cái rêu kia phải 499 đó. Rêu đấy. Xem sai gì. Chắc đúng cái 499 đấy nhưng không biết sai gì thôi. 399. Ai lấy để số điện thoại nhá. Ai lấy để số điện thoại này 399.000 này, màu cam. Màu hồng này. Màu hồng size L tiếp. Size L nhưng mà cũng khoảng 57-58 cân. Ôi em này bị bẩn mất rồi cái khuy này. Sai gì đấy? Để chốt cho bạn ấy luôn. Có một cái đây. Size L á? Chị Phương Lan Vũ có phải lấy cái này size L không? Phương Lan Vũ lấy cái rêu này size L đúng không? Chị lấy. À không phải, thế thì có một bạn nào comment màu xanh chị nhìn thấy mà. Ba chị chín hết hàng, chốt rồi. 399 của vai chị rộng 1m65-62 cân có vừa không? Chị Ngọc Nguyễn chị hỏi cái gì đấy? Áo đỏ của chị 430.000. Em bỏ ra đi. Em bỏ ra đi để chị đo. Ba trăm chín mươi chín nghìn là của chị cái gì Vân đây này. Cái gì Vân ấy? Thúy Vân à? Tú Vân đúng không? Chị ơi, cái 420 này của chị á. Chị bảo chị 1m62 mà 65 cân. Vừa đấy nhỉ? Vai. Nhưng mà vai chị bảo chị rộng cơ, rộng. Vai to ấy. Như vai chị phải vai rộng. Thôi tóm lại chị cao này ra đi nhá. Em bán lại cho người khác, chị chọn cái rộng hơn đi. Cho dễ, bởi vì em không đến cân chị mà em mặc còn vừa. Ok, chốt lại con dạ đỏ này. Chốt lại con dạ đỏ 400 mấy đấy. 430 nhá. Chốt lại con dạ đỏ 430 này. Bởi vì chị ấy mặc chắc là không vừa đâu. Bởi vì đến như em. Và cái áo này cho em cân nặng khoảng 62 cân đổ về. 62 cân đổ về thôi, 60 cân đổ về cho em cái. 420. À 430 quên.
430.000 nhá. Dạ quá đẹp luôn, chất siêu đẹp. 430k. Ai lấy con 430 vừa nãy không ạ? Đây mặc xuông ra cũng đẹp. 430 nhá. 430k. Con màu rêu này ai lấy đấy? Có một bạn vừa lấy comment con màu rêu này đúng không? Vừa lấy ai lấy con rêu này đấy? Nguyễn Ngọc Phượng. Ok em ơi, chắc chắn giúp chị nhá. Vừa lấy ao một lần rồi đúng không? 499.000 này. Nguyễn Ngọc Phượng này 499 này. Size L á. Ok chờ em một tí. Con màu hồng này đấy, bị bẩn bẩn mất khuy rồi. Phí đấy. Thực ra là bẩn này thì giặt được ấy. Em sẽ fix con này cho mọi người nhá. Thực ra nó chỉ bị bẩn vì cái khuy nó cài vào ấy. Chứ còn nó chả làm sao cả. 430k là của chị Nguyên Thoa không giấu. Màu hồng nhá, đây này. Hơi bẩn một tí chỗ khuy, nó cài khuy ấy. Chị nào lấy dạ này, chị nào lấy dạ này em sale còn 300.000 luôn này. Sale con này còn 300.000 cho chị nào lấy nhá. Chất thì cực kỳ ok luôn. 300.000 màu hồng, con này chỉ khoảng 62 cân đổ về là vừa. 300. Các này về giặt là hết nhỉ, hay mình giặt. Đấy. Thôi em sale nhá, sale còn 270 cho chị nào lấy luôn nhá, sale lỗ. 270.000. Chị Nhung Lê ơi, cái dạ này chốt cho người khác mất rồi. Em có thấy chị Thanh Vân nhá, sale còn 270 cho chị nào lấy này. Quá rẻ. Cái này là do cái khuy ấy, cái này mắc mà. Chị nghĩ là giặt sạch. Bởi vì nó cái khuy mà cậy nó cũng ra. Ok, em sẽ lên một ít len nhá. Em sẽ lên một ít len cho các chị này. Mấy giờ rồi? Có 9 giờ. Ngồi đỡ mỏi chân, chị đau cả lưng. 270 chị Quynh, Quynh Diêm à? Quynh Diêm có đơn chưa? Không. Ôi chị ơi, đơn của chị hai cái áo dạ sợ không gửi được cùng một đấy. To lắm. Chị Quynh Diêm ơi, đơn đâu của chị em sẽ không gộp được vào một đâu. To lắm, không gộp được ấy. Của chị đang kéo dạ 499.000 à? Ôi khoác len. Len là hàng 2 em tuyển nhá. Em quay một bọc len đi, mất công bỏ ra rồi. Chồng gọi à? Thì phải chia hai đơn. Tức là bây giờ chị mua một cái dạ với cả mua kèm len cho em rồi. Đơn của chị to lắm, không biết có đóng được không nhỉ? Ngày mai gặp gọn vào xem. Hả? Không thì để mai em xem tiền ship hết bao tiền em báo nhá. Chị ơi để em kiểm tra xem còn cái nào màu rêu không? Em ơi tìm cho chị mấy cái màu rêu 499.000 nhá. Đây nhá, cái màu áo khoác len mặc đều là hàng 2 em tuyển, em cam kết chất đẹp này. Chị ai mốt á? Chị ai mốt Sơn La ơi, chị đã có một cái rêu 499 rồi mà. Chị lấy thêm hay là như nào? Chị không hiểu ạ, bởi vì nhà em là dạ mới nên có rất là nhiều. Có nhiều cái trùng nhau, nhưng mà không phải là em ao của chị đâu. Chị có một cái rồi. Alo? Qua đây. Ừ. Qua đây, chồng qua kho đi nhá. Ồ. Đây nhá, cái áo này nhá. Cái nó mặc này, bán nhanh cho chị nào lấy với giá là 100.000. Ai lấy comment là 100k giùm em. Ok. Ừ. Khổ quá, chị tưởng mình bán của chị mất rồi. Chị có rồi. 100k. Bán sale nhá. Giờ này là bán tri ân cho các chị để các chị gộp đơn nhanh, em đi về với chồng đây. Chồng về rồi. Ai chốt nhanh thì được nhá. Váy len hồng này. Váy len hồng. Váy len hồng 120.000. 100k là chị Lan Thương. Chị Lan Thương để số đi ạ. Em ở Hà Đông. Các chị qua lấy cũng được nhá. 100k này. À đâu, 120 chứ quên. Cái váy len này nhá. Ui. Con len nâu này. Len nâu dáng áo này 130.000. 130.000 cho em này. 130.000 này cổ này. 13130. Em có cái nâu 499 chưa? Làm gì có cái nào? Cái nâu 499 đang chưa tìm thấy.
Con này nhá, 130.000 size SM này, chất co giãn cho em nhá, chất len cực kỳ đẹp, 130.000. Len dáng váy như thế này nhá, em không mặc tưởng thử, nhưng cái con này nó kiểu size SM thôi ấy. Em này nhá, em này 130.000 này. Chị La Hằng chốt con một con nâu 130, chị La Hằng để số. Ai lấy con xanh 130 comment là xanh 130 giùm em này. Xanh 130 giùm em nhá. Xanh 130 giùm em. Ô con này cổ lọ đẹp này, pha màu đẹp này. Pha màu đẹp nhá đây. Em này nhá. Em này 150.000. Em này 150.000, con xanh 130 ai lấy comment là xanh 130 nhá. Em này 150.000 này. Em này 150.000 xanh 130 Phạm Thị Thanh Sang. Em này 150.000 tay pha kiểu lạ cho em này. 150.000 nhá. Ai lấy comment 150. 150 kèm số điện thoại. 150 kèm số điện thoại nhá. Xanh 130 Phạm Thị Thanh Sang chưa? Em màu nâu này 140.000. Em này là kiểu ôi chết rồi, cái túi áo bị rách. Cái túi áo bị rách nhá các chị nhá. Cái túi áo bị rách nhưng mà chất len là chất len ép cho em nhá. Chất len ép này. Chất len ép này. 150 chị Vu Thuy. Ok con này nhá. Là chất len ép. Nó vì nó bị thủng một cái túi áo, em fix còn 130.000. Con này thì quá đẹp luôn, 130.000 chất len ép này. 130.000, ai lấy comment là 130. 130 kèm số điện thoại giùm em. Kẻ vàng, con này đẹp. Tê. Kẻ vàng nhá. Em này đẹp này. Em này đẹp nhá, chất cũng đẹp luôn, 170.000. 170.000. Chị Nguyên Thoa đổi số điện thoại à? Cái màu nâu là 130 là ai chốt đấy? Ai lấy? Chả biết 130 nào. Trước đấy là có ai 130 không? La Hằng 130. La Hằng là lấy cái màu nâu đúng không? Đưa chị hỏi. Chị La Hằng ơi, chị lấy cái màu nâu 130 đúng không? Không phải, con này là len nhá. Chị Nhung Lê lấy kẻ vàng 170. Nhung Lê này, Nhung Lê như có đơn rồi, Nhung Lê như có đơn rồi. Hình như có đơn rồi, áo ra. Ô, con này cũng đẹp. Alo. Chị đặt hàng từ ngày nào hả chị? À chị ơi, chị nhà em đang quay livestream, không check như nhà nọ, sáng mai nhà em có nhân viên check chị nhá. Chị tên Facebook là gì ấy, chị nhắn tin cho em một tin đi để em bảo các bạn sáng mai đến các bạn ấy check luôn. Vâng. Chị ơi, chị nhắn tin cho em nhá. Mà em không nhớ đâu, em quên đấy. Vâng, ok, cảm ơn ạ. Đây nhá. Con len này này, 150.000 cho em này, 150k. Ôi dáng váy. Em này mà mặc với quần tất đi bốt đẹp luôn, 150.000 này. Cho các chị xem chất len nhá, riêng len nhà em bao đẹp luôn. 150k. Khoác len màu xanh, 150k này được chưa ạ? Khoác len màu xanh. Chị Quy Nguyên 150k. Quy Nguyên để số cho em nhá chị yêu ơi. Đây nhá. Khoác len màu xanh này đẹp dã man luôn nhá. Khoác len màu xanh này. Em này 150.000 cho em này. Ai lấy con này 150.000, ai lấy comment KL150. KL150 nhá. KL150 giùm em. KL150. Và mình lấy thêm khoác len màu xanh nữa. Đây á. Lá này á gì? Chị Phạm Thanh Sang, chị lấy khoác len này đúng không? 150.000 đúng không chị? Đúng không chị yêu ơi, chị Sang ơi. Ôi con len body để các chị mặc quần len kinh này. Mặc quần len kinh thì không tránh được là mặc những con này đâu, vì nó sẽ che cho mọi người cái mông ở sau, nó không bị lộ. Ok chưa ạ? Đúng rồi, ok chị Phạm Thanh Sang khoác len 150. Cái áo này chị đã lấy em để 120.000 thôi. Chất cực kỳ đẹp nhá, các chị em bao giặt máy cho mọi người luôn. Ai lấy con len này comment là 120 giùm em. Chất cực kỳ đẹp luôn, cái này là không thể thiếu được, ai cũng cần. Ai cũng cần một con mặc lót như này nhá, 120. Một con khoác len này. Len đan, đây. Len đan đây nhá. Em khoác len này. Em khoác len đây. Em khoác len này nhá, 140.000, 140.000. 140.000 con khoác len này. Ai lấy em bớt 10.000 còn 130 luôn. 130.
Nó là màu tiêu tiêu như này nhá. Ở ngoài mới nhìn thấy. Mẹ Bin và Chip có đơn rồi à? Mẹ Bin và Chip chút 120 bớt 10.000 còn một, còn một, còn 101 luôn em. Bởi vì bạn này hình chị này comment nhiều nhiều lần mà không được không sao. Con này 130.000 nhá, khoác lên cho em nhá. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam. 130 thôi, ai lấy comment KL130 kèm số điện thoại đi ạ. KL130. KL130 tiếp một cái khoác len lẫn này. Khoác len 130 giùm em. Không lấy ai comment khoác len 130 thế. Cái áo em đang mặc nhá, đây ạ. Cái áo này chất len ép này. Áo này chất len ép nhá. Chất len ép, ai lấy con này em sale còn 110.000 luôn. Ai lấy comment khoác len 110. Khoác lên 110 nhá. Mà vui lên thì bán tri ân con này 100.000 luôn. Khoác lên 100k. Ưu tiên ai gộp đơn này. Ơ con khoác lên 130 này có ai lấy không để số à. Đưa đây chị mặc lại. 100 khoác lên 100. 100. Nhung Hồng Nhung này ok chị Nhung Hồng Nhung Hồng Nhung Hồng Nhung. Châu Ngọc Gia Hân lấy một cái 130 đúng không? Ở trên đã comment 140 một lần rồi. Ok chị Châu Ngọc Gia Hân là cái khoác lên 130 nhá em đỡ mặc lại này. Chị Châu Ngọc Gia Hân. Cái váy len màu tím khoai môn nhá. Áo dáng váy. Tất cả mình. Áo dáng váy này 120.000 chất len siêu đẹp. À đâu 130 quên. Mà thôi chị lấy em để 120.000 luôn này. Sale luôn 120.000. Ai lấy comment là tím 120. Tím 120. Vội về với dai tăng tốc ghê. Đùa cho em thề bọn em đã ăn đâu. Tối nay hai vợ chồng chưa ăn gì. Chồng đi đá bóng, vợ thì sang bên này. Về cho em bé còn ăn. Đây nhá. Chiều mày ăn linh tinh giờ đời đói. Với cả quay len nó nhanh hơn quay dạ ấy. Bởi vì quay dạ phải tư vấn kỹ cho mọi người. Quay len thì dễ mặc, len thì hầu hết là. Đây nhá. Form rộng rộng này. Con này xinh này. Con này mặc với cả cho em một cái cổ sơ mi bên trong nhá. Form bom bom này. Ai lấy em này em để 130.000. Chất siêu đẹp luôn nhá, chất siêu đẹp cho em nhá. Em mà chui vào đồ chất sắn tất cả là các chị sẽ chốt. Đây 130.000, con này dễ mặc nhá, màu này mặc trắng da cực kỳ. Một con len màu ghi. Cái gì ấy? Len body 120 hết rồi ạ. Em này nhá, em len này này, các chị mặc một cái sơ mi cho em là thành dáng váy này. 140.000. 140.000 chất siêu đẹp. 140.000 chất siêu đẹp nhá. 140k. 140.000 này. Mở cửa cho anh cậu chị với. Mở cửa cho anh cậu chị với. Có bán dạ chờ em một tí. Ôi con này đẹp chưa. Em này siêu dày siêu đẹp này 100. Em này 170.000 nhá. Con này là mặc đi bốt đẹp tuyệt vời luôn. Em này mặc đi bốt đẹp tuyệt vời luôn nhá, 170.000. 170.000 nhá cả nhà ơi, 170k. 170.000 này. Bao nhiêu đơn nhỉ? Bao nhiêu? Ít thế. 34 á? Ít nhỉ. Châu Ngọc Gia Hân có đơn rồi này. Một con khoác len màu đỏ lên ép cho em nhá. Khoác len màu đỏ chất len ép này. Khoác len màu đỏ chất len ép cho em nhá. Khoác len màu đỏ chất len ép 140.000. Chị nào lấy con mét. Ơ cái gì đấy em đóng cửa. 140k. 140k ai lấy con mét là 140. Dồn đơn hoa bui làm gì có gì. Chị vu vu ra lấy con xanh 130 ok chị vu ra để số vậy vu ra lấy con xanh 130. Chị vu ra nhá. Em này nhá, con này chất len ép quá chị ơi. Đừng nhầm nhá, ai lấy em để 130 luôn cho nhanh này cho hết này. Khoác len đỏ 130 nhá, chị Ngọc Trâm. Ô chị Nguyên thoa sao rồi? Ngọc Trâm đơn mới luôn. Các chị ơi chắc chắn lấy hàng giùm em cái nhá, con đỏ len đỏ body 100. Ô cái này có mà lấy về cho em bé mặc được ấy, hoặc là chị nào bé người hẳn ấy. Hoặc là cho em bé khoảng lớp 7, lớp 8 là mặc được ấy. Chị nào lấy về em để 101 thôi nhá. Bình thường em mặc con này 134 chất đẹp lắm, dày. Chị nào lấy con này em để 110.000 này. Siêu xinh. Cái này cho bé lớp 7, lớp 8 được ấy, 110.000. Chị mua ra để số kìa.
khoaclen.bi. Cởi khuya chị gái. Váy len màu đen nha các chị nhá. Váy len màu đen chất len ép này, 150.000. Này nó pha ren nhá các chị, mặc một chân váy bên trong cực kỳ xinh luôn. Đây này. Nó pha ren ở dưới như này này các chị nhìn thấy không? Chả nhìn thấy đúng không? Nhưng mà con này chất len ép em cam kết đẹp luôn, 150.000. Chị Nguyên thoa lấy 110 đấy, lấy con đỏ đấy. Có đơn rồi. Có một cái áo dạ hay gì rồi ấy. Chúng mày chả nhớ thì chị còn nhớ hơn, có một mấy người mà không nhớ. Cái này nhá. Cái len đen này 150.000 cho em. Để số đi các chị ơi, 150 kèm số cho em nào. Ôi con đỏ đẹp quá. Nguyên nhung hồng, nhung hồng, nhung dồn đơn. Các chị ơi, một con len len đỏ dáng váy nhá, tay tay lê này. Chất len ép nhá, cũng 150.000. Chất len ép cũng 150.000 cho em này. Ai lấy comment là 150 kèm số điện thoại. 150 kèm số điện thoại nhá, dáng váy này xinh lắm, các chị mặc đi cho em con bốt đến đây. Tuyệt vời. Hôm nào nhà em sẽ nhập bốt đấy về bán cho mọi người để mặc mic đồng. Đang cấp vậy. Đỏ 150 này, dáng váy nhá, xinh chưa? Chất len ép này. 150 đỏ. Trang Lê. Trang Lê nhá, đừng có hủy đơn nhà em nhá. Đây là này, cổ lọ tay pha ren này. Cổ lọ tay pha ren. Chất len ép luôn, anh cũng vào. 150.000. 150.000 nhá. Chất siêu đẹp luôn nhá, tay pha ren 150.000 cho em này. Mà thôi, ai lấy em để 140.000 chất len ép. Nhà em lúc nào trả rẻ, chị Lam Phong, sao cứ ra ngoài mua làm gì? 140 cho chị nào lấy nhá, cổ lọ này. Siêu đẹp luôn, em cam kết chất len ép này. Đấy, quay rồi sáng cho các chị xem nhá. Xem cái chất len nó như thế nào. Tiếp một con váy len siêu đẹp. Này, con này 170.000 nhá, chất len ép cho em này. Chất len ép 170.000. Chưa ai chốt đây. Chất len ép 170.000 này, tay này. Cái này dành cho mấy bà là thấp thấp. Ôi, bị bẩn đúng không? Đúng không? Hơi một tí à? Nó hơi bị một tí này nhưng mà không nhìn rõ đâu, các chị nhìn thấy không? Nó không hề bị lộ luôn, em fix luôn. Còn 140.000 thôi, cho chị nào lấy. 55 cân vừa cái đỏ không? Cái đỏ này không? Cái đỏ của Trang Lê cơ. Ai lấy con này fix còn 140 không lộ đâu, em khẳng định luôn, fix còn 140 không lộ nhá. Fix còn 140 mà không hề lộ luôn. 140 bao nhiêu? Chất len ép sợ không vừa nhỉ? Không vừa đâu, vì. Fix còn 140. Ôi giời, không thấy comment. 140 kèm số điện thoại đi ạ. Chị Lan thương 140 ok này. Bác quay lại con này 150.000 này, chị nào lấy comment 150. Con này chỉ khoảng 52 cân, 50-52 cân đổ về thôi. Chất len, em biết là chất len co giãn cho nó là len ép nhá. Đây này, chất đẹp lắm. Các ông hãy chọn kỹ nhá, đừng để tôi phải hủy đơn, tôi mệt lắm. 150.000 màu đỏ, tay lê này, xinh chưa? 150.000 màu đỏ, em lấy nhá, mệt thế bà Trang ơi. Lại để lại cho Trang Lê, mất công. Quá rồi thì lại phải làm lại thôi. Len đen trơn 130.000, không ai có thể thiếu đâu ạ. Váy len đen trơn. Ui, hai bên nó có cái này xinh chưa? Này, khuy à. Nhìn thấy không? Đẹp lắm. Em này 130, chị nào tin em thì mua con này nhá. Mua con này giá nó hơi xòe xòe một tí này. Mặc đi bốt cho em chất cực kỳ luôn. Khẳng định luôn, váy đen trơn mặc đi bốt nhá. Con này khoảng 50-52 cân đổ về thôi. 130. Ai lấy comment là 130. Mấy con màu đen đấy. Khoác len màu đen, chất len ép này. Pha tay trắng. Một 30k chị Vu ra. Chất đẹp dã man, chị Vu ra mua toàn mấy cái đẹp đẹp giá này. Cái khoác len này nhá, chất len ép cho em này. Chất len ép này. Chất len ép 150.000, quá rẻ luôn, đây là giá sale nhá. Chất len ép 150.000. Ai lấy comment là 150 kèm số điện thoại. Ui, vậy như này nha. Thanh Hoàng không vào đây. Hả? Em bảo là anh ơi, chị đang bảo anh vào đây ngồi cho mát. Vào đi.
nhưng mà làm gì không ý. Thế thay quái gộp đơn không? $150 của La Hằng nhá. Đúng không ấy? Chị có thấy comment không? Em đọc comment của em ý, từ máy của em ý. 150 của La Hằng. Cái len vàng này, size S thôi. Size S thôi. 49 cân đổ về, con này đẹp lắm này. 135.000 đúng rồi. Chữ này 135.000 nhá. 135.000 màu vàng. Ai lấy comment là 135k. Ai lấy comment là 135k không vào? Hả? Đúng rồi, chị nghĩ là phải cắt này ra đi em ạ. Nó dày á. Khóc lên, lẫn lắm. Mẹ pin và chip lên vàng, ok. Khoác len màu cam. Khoác len màu cam 100.000. Ai lấy comment khoác len 100. Bên trong màu trắng nhá. Khoác len 100 kèm số điện thoại. Khoác len 100 kèm số điện thoại nhá. Tiếp một con khoác len ép cho em này. Khoác len ép màu ghi pha hồng. Khoác len ép màu ghi pha hồng. Khoác len ép màu ghi pha hồng nhá. Con len ép này chị nào lấy em để 180.000. Hả? 100 cam chị Nguyễn Thanh. Con này chị đọc giá. Đọc giá rồi, em không mê. 180 sao? 180.000 nhá. 180.000, chất len ép đấy các chị đang mua giá hời nhá, em đang bán nhanh ấy. 180k, Anaha. Đúng không? Anaha. Anaha em nhìn thấy không? Đúng không? Khoác len trắng đen này. Vào đây ngồi một tí đi, ghế này. Có ngồi đâu này. Ngồi lùi vào đây này, ngồi sau luôn này, có đúng ngồi không? Ủa thân. Ủa chui ngồi lùi. Khoác lên nhá, khoác lên kẻ này. Có bị phai không nhìn đâu chị gái? Không đúng không? Không đúng không? Khoác lên này nhá, khoác lên này 140.000. Chị nào lấy comment là 140 nhá, 140 kèm số điện thoại. 140. Còn cái gì chị chưa chốt đâu? Từ nãy giờ có cái gì chưa chốt đâu? Đây. Đã bảo là từ gần đây thôi. Mà xa xa anh nói làm gì. Con này đẹp quá. Em này chất cũng đẹp luôn nhá. Em này chất cũng đẹp luôn này. 210.000. Ơ 140 chưa chốt à? 140.000 chị Lương Thùy à? Dồn đơn gì đấy chị ơi? Nếu mà nhiều quá các em mai chốt cứ chia đơn nhá. Nhá. Hôm mai chị xuống chốt đơn của mày chưa? Không chia ra lúc toàn bị trả về cân nặng cao quá. Em này 201 cho em này quá đẹp luôn. Lên ép nhá. 210.000. Chị Chi đây, chị thông cảm nhá. Có người khác chốt mất rồi, chị chọn khác giùm em mới. Con này đẹp mà, đẹp lắm. Ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều. Yeah, xinh. Con này là mặc quần ý. Quần legging ý. Xong mặc áo body bên trong khoác. Đẹp. 210.000 nhá, chất đẹp dã man luôn. Chị Trương Loan. Chị Trương Loan cho em số ô tiếp một con len ép này. Toàn len đẹp này. Phát len ép này. Phát len nâu nhá. Khoác len nâu 180.000. 180.000 giùm em này. 180k. 180k nhá. 180.000. Ui, đẹp quá mà bị ấy một lỗ này. Ngày mai khâu rồi đúng không? Cái này ngày mai sẽ khâu lại cho mọi người trước khi gửi nhá.
Cứ yên, cứ yên tâm. Châu Ngọc Gia Hân lấy khoác 180 này. Thôi bẩn mất rồi. Chị Vurubi hôm nay mạng chậm ấy nhở. Nó bị một lỗ ở đây nhưng mà mai em khẳng định mọi người em khâu, mọi người không nhìn thấy luôn. Nhá, khâu không nhìn thấy luôn. Về tìm thoải mái. Cái này dễ ợt. Đây nhá, cái khoác lên này nhá, chị nào lấy em em sale còn 130.000 này, 130.000 chất quá đẹp luôn. 130.000. Khâu được, ghi chữ fix thì bảo nó khâu ấy. Cái khâu dễ mà, không nhìn thấy luôn. Mà chất lên đẹp dã man, 130. 130. Áo khoác vàng bị lỗi rồi. Ôi con này đẹp quá, chất đẹp này. 130 Mỹ Dung. Con khoác em đang mặc nhá. Em khoác lên em đang mặc chất lên ép này, 230.000. 220 đi. 220.000 nhá, chất lên ép. Màu kiểu mận mận ý. 220.000 nhá, chất lên ép. Chất lên ép dày ý. Dày lắm. 220. Ai lấy comment là 220. Cái vàng của nãy bị lỗi chị ơi. 220. Bọc tiêu này. Dạ bao tiền? Huyền, Huyền tép 220. Cái khoác len tiêu này. Cái khoác len tiêu này. Cái khoác len tiêu này cho em nhá, 130. À đâu, 140 quên, 140.000. Chị nào lấy con men là 140, chất len cực kỳ dày nhá. 140. Chẳng biết hôm nay men cũng không ăn ở nhà không. Em lên bác. Sao xong rồi, chờ đợi gì. Ôi con nâu đẹp quá. Khoác len nâu. Khoác len nâu. Khoác len nâu chất siêu dày nhá. Siêu dày luôn ạ. Em này 190.000, 185.000. 190. Ai lấy 140 để số nhá. Em muốn từng hủy đơn nhà mình à? Nếu mà vẫn là đúng bạn là từng hủy đơn nhà mình không bán nữa nhá. Nhưng mà có thể đây là khách khác trùng tên Facebook thì sao? Chị Vu Thuy 190.000. Lấy chị Vu Thuy 185. Khách quen. Bớt 5.000. Ôi con màu đỏ này cũng đẹp, sao vòng này chứ. Khoác lên màu đỏ này, chất đẹp dã man. Chất siêu đẹp nhá, chất đẹp lắm ạ. 170.000. Chất đẹp lắm này. Chất đẹp cực luôn ý. 170.000 mà chị nào vui vẻ bớt còn 165. 165. 165. Em nói thật đấy, chị nào nhiệt tình với em nhiệt tình lại. Cho chị lại khoác lên 140, không ai mua rồi nào, cái đẹp mà. 165 chị Lê Hồng. Chúc mừng chị Lê Hồng nhá, từ nãy giờ. Ôi con này hàng hãng luôn này. Có cái kẻ sang đến đây là có cái dây treo tủ lạnh à. Đây, dây treo tủ quần áo nhá, không phải tủ lạnh nhờ. Chai nước chị đâu nhỉ, khát nước quá. Trong ngoài đấy có cốc không? Ở sau cái này có cốc không? Không à? Không có cái cốc. Màu hồng pha màu kem. Màu hồng pha màu kem nhá, 130. 120. 120.000. 120k kèm số điện thoại nhá. Thank you Thùy Linh. Cảm ơn Lan Hương. Chị dồn đơn hôm qua. Chị Lê Hồng ấy.
Hồng dồn đơn Nguyễn Ngọc Phượng à? Nguyễn Ngọc Phượng đơn to, ui kéo lên là dày, dày phết đấy. Đơn mà to quá thì bảo chọn thêm. Ui dồi 499.000 sợ không gộp nổi ấy. Không, ngày mai cái gấp gọn nó cũng được ấy, bảo. Nhưng mà nếu mà gấp dạ gọn vào thì bảo khách. À, chị Hà chưa đấy ạ? Em gấp nguyên như này này. Em đóng một cái nguyên như này. Tức là gấp gấp theo khuôn của nó thì cho một cái túi bóng to là vừa đúng không? Đúng một khuôn kiểu ép cho nó mỏng xuống thôi. Đóng thêm một cái khoác len vẫn vừa. Đúng không? Đấy chứ. Cái khoác len này nhá, 140.000 này. Tay pha nhá, 140.000, chất len dày. 140.000. Phải làm túi mới à? Ấn được mà. Các chị ơi, nếu trong trường hợp mà gộp đơn cho mọi người áo dạ về nó hơi bị nếp, mọi người giặt xong đó là hoặc là lấy bạn là hơi là cho em cái vết đấy một tí nhá. Không, bây giờ mọi người thì muốn gộp đơn mà bây giờ áo dạ to dã man luôn, vừa đây toàn áo dạ 500.000 to lắm. 140 này. Chốt cho Ngọc Phượng rồi. Tôi đang sợ không gộp một đơn cho bà ấy. Gọn lên thì dày. Mua đồ mỏng mỏng còn gộp chứ đồ này dày khó lắm. Ôi con này đẹp này. Màu đẹp chất lên ép nhá. Chất lên ép 170.000. 170.000 nhá, màu lạ này, 170. 140 không ai chốt luôn á. Đẹp mà. Chén đồ chị đâu nhỉ? Nhưng mà đẹp nhỉ? Em đưa con dạ màu hồng nút cái này chị. Con này đẹp bà, không ai chốt à? Khổ tâm khổ than tôi. Có một con dạ hai he này nhưng mà đẹp lắm này. Các chị có thích màu này không để em mặc thử? Đẹp dã man luôn. À đây có một con khoác len xanh, khoác len ép này. Con này thì chỉ chốt cho ai mà chưa có đơn thôi nhá. Chờ chút em lên mấy cái len này xem em lên. Đây con này dáng khoác này, đẹp quá, chất len ép. Dáng khăn khoác như này nhá. Đây ạ. Dáng khăn khoác như này nhá. Giá của em này là 180.000. Giá kiểu khoác này 180.000. 180.000. 180.000 nhá. Có 925 cho con Mi ạ. Để mày nhìn đồng hồ bây giờ đi về. Chị Lê Hồng lấy 180 lên khoác là cái đấy à? Đúng không? Một con siêu phẩm này. Một con siêu phẩm màu rêu nhá. Đẹp chưa? Có mũ nhá. Có mũ ấy. Có đai buộc. Em này nhá, tay nó hơi sần một tí nhưng mà thực ra chất len ép ý. Có sần cũng chả ai nhìn thấy trừ khi các chị soi kỹ lắm thì mới nhìn thấy thôi. Còn cái len này thì mặc lên chất cực kỳ sướng luôn. Chèo lời em để 250.000. Giá quá rẻ. 250.000. 250.000 là giá sale cho mọi người rồi nhá. 250. 250. 250. Có dai bụng eo nhá. Ai lấy comment 250. Màu rêu nhá. Hai năm mươi chị Nhung Hà. Chị Nhung Hà. Một con len ép màu đen này. Ui. Một con len ép pha màu đỏ dáng khăn luôn nhá. Đây nhá mọi người. Này. Màu đen này pha cái bạc đỏ đỏ nhá. Em này giá cũng 250.000, chất lên ép. 250, có phải vạt dài vạt ngắn không? Hay do mình chưa rút phẳng nó thế? Ừ, chắc nó bị gấp gấp nếp nhỉ? Đúng không? Hay kiểu vạt dài vạt ngắn? Hay nó kiểu thế? Như nó kiểu thế đấy, đây này. Nhỉ? Như cái kiểu nó, đây là kiểu nó như thế. 250.000, con này siêu đẹp nhá. 250.000. Ok, chị chi tay lên ép đỏ, em thề em không biết em gộp được đơn cho chị không. Thôi để mai chị xuống chị đóng mấy đơn đấy cho. Để chị thử nhá. Để sáng mai chị xuống chị thử. Trời ơi, chị cho hộ tí nhá. Đói chưa? Uống nước á, đây nước đây.
Nước lọc chứ nước gì. Len hồng. Con này đẹp này. 100.000. Chất len siêu đẹp nhá. 100.000. 100.000 này. Chị nào đủ đơn rồi thì đi ngủ đi. Để cho các chị khác gộp đơn đủ đơn này em ơi. Con màu nâu này đẹp nhá. Ô con màu nâu này đẹp dã man luôn này. Em màu nâu thằng váy đẹp nhá. 180.000. Ai lấy comment 180. 180 kèm số điện thoại Trà Mỹ Linh. Mẹ chị về chưa Linh ơi? 180.000 nhá, con lên váy. Chất thì thôi khỏi bàn. 180. Tại sao đẹp thế mà không ai chốt? Hay là chưa nhảy comment? Này, con này size S thôi, size S và dành cho bạn là lùn lùn nhá. Lùn lùn này. 150.000. 150.000, Mỹ Dung 180, Mỹ Dung của đơn rồi đấy. Về rồi chị Uy. 150.000 nhá, dành cho chị nào lùn lùn thôi, 150.000 pha gen này. Thấp thấp cơ thì mặc thành váy. Chào Nhi. Lanh nói chuẩn đó, mình nói gì đấy? Khổ quá các chị không ngồi một đơn, em sốt ruột chứ. Em muốn gửi đơn đi chứ nhà em không còn chỗ ngồi rồi này. Đang ngồi ở tận cửa rồi. Khoác len màu tiêu lẫn này, có mũ nhá. 150 gộp ngọc trâm. Có đơn rồi, đây này, có mũ nhá. Ngọc Trâm 36. Ôi, ông mày chuối, em móc ấy. Lấy Ngọc Trâm cái len này 140 nhá. Em chào chị Nhi. Con này đẹp này. Em về đẹp nhá, 150.000. 150.000 này. 150. Sao nhìn vẫn lanh lẹ nè. Lá nào bà Nhi? Chị nói giọng miền Bắc đi. Cô nói miền Nam lơ lớ em không hiểu đâu. Ngô Thảo có phải lấy cái khoác len 150.000 đó. Con này cả địa chỉ kìa. Ngô Thảo có phải lấy khoác len 150.000 không ạ? Ô con này dày thế. Em này nhá. Con này đẹp này. Em này 180.000, chất len siêu dày. Ok chị Ngô Thảo. Sao chị cứ phải copy paste cả địa chỉ làm gì? Chị chỉ có mã số kèm số điện thoại thôi. Mai inbox địa chỉ cho em nhá. Comment này nó bị trôi. Em này nhá. Cái này đẹp lắm này. Dày dã man. 180 để số đi ạ. Chị heo bé để số nhá, 180. Hơi heo. Váy len kẻ này. Váy len kẻ chất len ép 150.000. Giá đã sale 150.000. 150. Con Phương mày không có chỗ để, mày vứt cái lên này ra. 150k. Khoác len này. Lẫn ép bọc này lẫn lộn. Khoác len màu ghi ai? Heo bé ơi để số đi. Heo bé. Heo bé để số đi không, tôi chốt cho người khác ấy nhá, nhiều người đang chốt lắm. Rồi heo bé để số, hình như heo bé mua rồi. Ơ cái váy kẻ 150.000 không ai mua, đẹp mà. Kèm số điện thoại đi. Này chất lên hết nhá. Kèm số điện thoại đi ạ, toàn thấy không comment số thôi. Em có lên em đang mặc nhá. Em có lên em đang mặc này. Đi phải à? Có gì đâu. Hơi hồng một tí nhưng mà không ai nhìn thấy đâu. Mờ lắm. Hơi một tí thôi. Mờ lắm, chị nào lấy em để 140.000 nhá. Chị nào lấy em để 140. 140 khoác lên, nhớ ghi phích nhá. Khoác lên 140. Ok chị yêu, hẹn chị 2 ngày nữa nhá. Giờ kho em chẳng có ở không lấy được đồ ra. 140. Dạ đi em. Chị Ngọc ơi, chị gộp từ. Chị gộp len hộ em được không? Chắc em xong nghỉ rồi. Em định bảo chị em đi quay dạ đấy xong về sau. Nhưng mà bây giờ chồng em sang tận nơi đó rồi. Quay dạ lâu lắm. 140 nhá.
Mà ai lấy để 130 luôn này. Ưu tiên ai hộp đơn cho em cái 130 cái khoác len vừa rồi. Cái váy len này nhá, 150.000, chất siêu đẹp luôn. Con này mặc đi bốt đẹp này. 150.000, cái màu ngoài đẹp lắm nhá, sức sươi. 150.000. 150.000 ạ. 150.000. Con len vừa rồi chị Thảo Nguyễn có lấy không ạ? Chị Thảo Nguyễn có lấy cái len 140 được không? Em fix còn 130 thôi nhá. 150 nhung hồng nhung cái váy len. Tiếp vào con váy len này. Váy len 150.000 nhung hồng nhung. Mày làm từ mới à? Mai ai mà tìm được. 150.000. Ai lấy con mận này, con mê là mận 150 cho em này, chất đẹp lắm. Mận 150, nói chung là màu này dễ mặc. Mận 150. Đưa cái khoác len này. Em bán lại cái khoác len này 130 nhá. Mận 150 nhá. Mận 150, ai lấy mận 150 comment 150, cứ comment 150 nhầm. Con này ai lấy em để 130.000 nhá, không lộ đâu. Không lộ một tí nào luôn, em thề với chị luôn đấy. Đây này. Đây nếu mà lộ quay lên là đã lộ rồi. 130. Mận 150 vu chị vu ra. Mận 150 chị vu ra. 35 á. Mày đi tìm đi. Khoác len 130.000. Em bình thường chị Lan Phong ơi. Ôi con váy len này dày dã man này. Em váy len này đẹp nhá. 170.000. 170.000. Quá dày. Len ép. 170.000 size S thôi nhá. 130. Bà Thảo Nguyên kia bà lấy đúng không? Để số điện thoại hộ tư với. Em này nhá. 170.000 này. Siêu đẹp luôn, đuôi cá nhá. Màu đẹp lắm, chất dày. 170. Thảo Nguyên để số hộ mình nhá. Cổ lọ. Dáng đẹp chưa? Dáng rộng nhá. Dáng rộng có cái túi. Em này cũng 170.000 này. 170.000. Dáng váy nhá, con này size ML vừa. Chị Phan Hảo lấy cái váy len 170 thì để số cho em nhá. Ok, thế hủy đơn này. Ô em ơi, hủy đơn cái váy hồng mà. Cái váy này 170 size ML. Dáng rộng nhá, con này mặc xinh này. Cái này dính à. Ôi nhưng mà đây này nó có một hai cái sần sần, các chị về nhổ ra được, thực ra chả cần nhổ đâu. Không ai nhìn thấy ấy. Nếu mà ai lấy cái này em fix còn 150.000 luôn nhá. Cái này mặc lên đẹp dã man luôn đấy. Còn 150.000 này. Đây nhá, đây là em đang mặc lồng. Phích còn 150.000. Công nhận năm ngoái là thời chưa lấy, khi em chưa lấy chồng chị ạ. Các chị em bảo hôm năm ngoái em quay đến tận 12 giờ, 0 giờ. 150 Thùy Linh. Đấy là cái đấy. Đây con này cũng đẹp và chất dày lắm. 140, chất siêu đẹp nhá. Ôi chất dày lắm, 140.000 này, ai mua con này hời này. 140 nhá, các chị ơi, đinh dễ mặc cực. Con này thì không ai thiếu được. Nó là form dễ mặc nhất rồi. Váy len màu xanh rêu này. Màu xanh rêu cổ ren nhá, đây. Thùy Linh để số đi không nhầm đấy. Nhiều bạn tên Thùy Linh lắm Linh ơi. Em này 150.000 này. Váy len màu xanh 150.000. Ở thường thường chứ mấy thường thường kìa. Sợ vãi. 150.000 này. Em này chất len ép. Đẹp lắm mà bị đúng một cái chấm ở đây. Sale còn 90.000 cho chị nào lấy luôn này. Bị đúng một cái chấm ở đây. Nhưng mà chắc em nghĩ là giặt ra đấy. À. Sale còn 90.000 chị nào lấy nhá. Con này thì quá dày. Đây. Quá dày luôn. Chẳng quay về với. Đâu mà mặc này nhá.
Đây mai, ngày mai đó. Chín mươi Nhung, chị Nhung Hồng Nhung. Dạ vừa nãy mới chị ơi, đây hai hen. Cái này nhá, có dây buộc eo này. Mà em thì không buộc nữa rồi. Em này nhá, 150.000. 150.000 ạ. 150.000. To quá không buộc được. Chị nào eo nhỏ buộc nhá, hoặc là các chị buộc kiểu này này. Buộc kiểu cho nó rúm rúm vào ấy này. À, mặc xinh lắm này. 150.000. Heo bé. Ui, xinh chưa? Con áo dáng peplum nhá này, xinh chưa? 130.000, chất dày. Chất dày lắm, 130.000. Cổ lọ nhá, à cổ 3, cổ 5 phân. Đây nhá, mặc dáng peplum, mặc chân váy hoặc là mặc quần legging đẹp. 130 thôi, màu ở ngoài là màu tím khoan môn. Không phải tím sậm, sậm như trong cam đâu. Em này cũng 130.000 này. Sẻ vạt nhá. Mấy con này thì mặc quần legging ok các chị ạ. Mặc quần legging nó che ở sau ấy, dễ mặc. Đây. Hoặc là các chị mặc chân váy nha em, xong đi bốt đi, đi bủng đến đây này. Xinh cực kỳ luôn, 130 nhá, màu ghi. Lấy con nào comment đặc điểm giùm em cái. Comment đặc điểm nhá. Hồng body. Bạn à, đúng không? Bà nó một tí không nhìn rõ nhỉ? Hả? Ở ngoài thì không nhìn rõ này. Bị một tí ở đây nhưng mà không nhìn rõ. Chị nào lấy em để 70.000 nhá. Ai lấy comment là 70k len body màu hồng. Màu hồng phấn 70.000. Chắc len đẹp. Lam Phong. Hôm nay màu trắng này. Em 100.000. 100.000 nhá, chất lên này. 100k em chuẩn bị nghỉ nhé, nốt một tí nữa nghỉ này. Ui, con này đẹp. Áo len nhá, form rộng này. Áo len form rộng này 100. Áo len form rộng nhá, 150.000, chất đẹp lắm. 150.000 nhá. Còn sau sẻ vàng này. 150.000 nhá. Form suông. 150.000 này. Con len tua rua xinh này. Len tua rua 130. Màu ngoài đẹp hơn trong cam. Đâu hết rồi nhở? Cái bài đâu hết rồi, có xem không? Thôi để em nghỉ đây. Bị làm sao ấy mà không nhảy comment. Áo đẹp thế này mà không ai chốt. Áo đẹp thế này mà không ai chốt. Đi ngủ hết rồi hả các chị ơi? Nó có 10 giờ kém thôi chứ mấy. Lỡ phim nó à. Đây size nhỏ đấy nhá, 130, con này đẹp đấy ạ, tua luôn. Nói chung là màu con này ở ngoài đẹp này, nó không bị như trong cam. Nó không bị xỉn xỉn như trong cam đâu nhá các chị nhá. Con váy len màu đen pha kẻ này. Váy len màu đen pha kẻ, ôi. Váy len màu đen pha kẻ này, các chị có nhìn thấy không? Chất len nhá. Thực ra là cảm giác kiểu giặt nó hơi bị phai màu ở đây nhỉ. Nhưng mà thực ra là không nhìn rõ đâu, nó cứ kiểu mờ mờ thôi. Ai lấy cái len này em sale còn 110.000 nhá, 110.000. Ai lấy comment 110k kèm số điện thoại. 110.000 nhá. Bây giờ các chị thích len khoác thôi. Nhưng mà len khoác bây giờ bóc màu kia dày lắm. Ai mà gộp đâu không được. Đây có một con khoác len màu đỏ. Có ai lấy áo em đang mặc không ạ? Chị Lê Yến có đơn rồi.
Thế chị Ngọc Trâm này, len pha dồn này 110 này. Ngọc Trâm dồn này. Ok, kẻ ấy mặc 150.000 không ai chốt, hay là do các chị không nhìn thấy màu. Nên nó mặc màu này không đẹp thôi, đẹp mà chất lên đẹp lắm. Các chị mặc lên ý, mịn cực kỳ luôn nhá, 150.000. Không chốt con này quá phí, em nói thật. Chất lên đẹp luôn. Dạ còn, nhưng mà em không khui dạ đâu, giờ này khui dạ muộn lắm. Bây giờ cho dạ này vào bao này. Để đây chẳng hạn mấy con chuột điên. Mấy con chuột điên nó hành hành. Khoác lên màu đỏ này. Khoác lên màu đỏ 120.000 nhá, nốt này. 120.000. Khoác lên đỏ tay cánh rơi này, hơi cánh rơi một chút. 120.000 nhá. Tiếp một con váy len màu đen trơn. Màu len màu đen trơn dáng váy sale nhanh còn 130. Sale nhanh còn 130.000 nhá. Bắt đầu bão hòa ấy, kiểu các chị mua nhiều ấy. Bắt đầu chán rồi không? Đỏ 120 của chị Nguyễn Bích Hòa. Em này nhá, sale còn 130 này, con này đi bốt đẹp này. Form này khoảng 57 58 cân đổ về vẫn vừa nhá. Chất lên em. Ui, váy len đẹp chưa? Em váy len này ai mà từ 1m58 trở lên mặc đẹp nhá. Con này siêu đẹp luôn này. Các chị nhìn thấy giá của nó không? Đẹp lắm. Màu ngoài đẹp hơn trong cam. Màu ngoài đẹp hơn trong cam nhá. 190.000. Chị nào lấy để 180 này. Chị nào lấy để em để 180.000 nhá. Màu này cực kỳ tây luôn. Tay này 180.000. Ok này đẹp thật. Em có hình dung ra cách mặc không? Hơi baby doll một tí đấy. Cái này kiểu hơi baby doll một chút nhá. Ờ. 180 của Quát này. Có Quát vào xem từ tối đến giờ đấy à? Hả? Con len màu này nhá, form này cực kỳ ok luôn, con này dễ mặc. 130.000 nhá. 130.000. Ôi bị phai mất rồi này, mi ơi phí chưa? Ôi lên vàng mắt. Yêu vãi. Em lên vàng này nhá, người ta là chưa phẳng này. Em bị nhăn là rối. Con len mắt này nhá, chị nào lấy em để 90 cành. 90 à 100.000 chứ quên. 100.000. 110.000 ý, chất đẹp vãi. Đây này, 110.000 cho em này, chất đẹp lắm. 110.000 nhá. Xem 2 tiếng mới chốt được một chiếc. Lấy quát cái váy đấy 170 cho em. Con này xinh à? 110.000 cho em này. Màu vàng mà lại còn có hai cái mắt xinh lắm. Mà thôi ông nào lấy để 90.000 cho hết luôn nhá. Mình thích nhưng khách không thích cái chút xinh à? À chị thích mấy cái mắt mắt, cái nỉ mắt cũng chưa chị cũng thích. 90. 90 nhá. Chồng ơi, chồng vứt hộ vợ bỏ của chân chồng vào đây nốt đi chồng. Để sale nốt đống này không? Thôi đống này để mai sale. Sale cùng đống này thôi. Chọn ơi, chọn cái màu này đấy. Trời, con đẹp vãi, nhái. 90 vui, vui, vui ruby chắc cũng xem 2 tiếng. Bà Nguyệt, Nguyệt Minh ơi sao thế, chưa được cái nào. Con dê rồi nhá, đẹp quá. Chắc hơi mỏng mỏng nhưng mà vì kiểu dáng đẹp nên sẽ bán với giá là 170.000. 170.000 nhá, quá đẹp luôn. 170.000 này, màu siêu đẹp. Con này quá độc đấy, 170. Hết tin. Làm mấy cái dạ lấy lại tinh thần. Nhưng mà toàn size ML thôi chị ơi. Chị mặc size S đúng không? Size S hôm nay cũng không mang vào.
Ôi con này đẹp lắm, 170. Thật sự đẹp. 170k, ai lấy để số đi ạ. Con khoác len xanh này cũng đẹp này. Ngô Thảo. Bớt cho bạn 5.000 khoác len này, 165. Cái khoác len xanh này nhá, chị lấy em để 140.000 này. À, con này dày lắm, bình thường phải trên 200 nhá, giờ này em bán nốt thôi ạ. 140.000 cực kỳ dày luôn nhá, màu ở ngoài đẹp lắm. 140.000. Em có thấy chị mà chị comment sau bạn ý mà. Em áo len màu nâu. Em áo len màu vàng nâu 135.000. 135.000 ạ. 135 nhá, con này không chốt là quá phí luôn này. Tiếp, một con khoác len màu hồng nút. Không ai chốt thật. Trang Lê, quá đẹp luôn Trang Lê. Chị Linh ơi, thì ngày mai đi, ngày mai ngày hoặc ngày kia em quay ra em thông báo trước nhá, đặt chế độ xem trước đi. Hôm nào thì thông báo lại ra thì vào. Cái này như là đẹp quá mà nó hơi bị một cái chấm ở đây một tí ấy. Sale luôn 120.000 cho chị nào lấy nhá, sale lỗ. Sale luôn 120.000 cho chị nào lấy này. À, mấy cái em biết sao cái gì cháu chân chị lấy rồi. Cái chốt của cái kéo túi đâu quá. Sale luôn cái này nhá, 120. Len vàng nâu hết rồi ạ. Đẹp này, màu này đẹp. Đi vào ca màu này kinh lắm mà em. Ở ngoài đẹp mà. Khổ cái thân tôi không. Chị áo lấy bớt thêm 5.000, 115.000 luôn. Chị Hải Vân mà lấy để số nhá, 115.000. Đây, tiếp. Ai lấy cái 115.000 để số nhá. Ô con này khoác len ngắn này. Hiếm lắm mới có nhá. Mà chất dày chứ, chất dày lắm ạ. Chất dày nhá. Chất dày lắm ạ. 165.000. Chị áo lấy comment là 165. 165 nhá. Thùy Linh, ok chốt cho Thùy Linh cái màu hồng. Chốt Thùy Linh đi. Anh kia không để số, chốt Thùy Linh đi. 115k chốt Thùy Linh. Chị Nguyễn Bích Hòa sau mất rồi. Con này 165.000 nhá. Ai? Đâu? À chị Nguyễn Bích Hòa 165. Thế chị nhầm, chị tưởng là 120. Chị đọc nhầm. Nguyễn Bích Hòa rồi 165, ok. Con này ráng váy cho em nhá, con này mà mặc này. Em này ráng váy đấy, đây này. Ráng váy xòe xòe nhá, các chị mặc đi bốt cực kỳ đẹp luôn. Em này nhá. Em này hơi sần một tí ở đây, nhưng mà thực ra là không ai nhìn thấy, em khẳng định mọi người luôn. Chắc nó lại còn hơi lấp lánh đẹp lắm, nói chung con này đẹp. 110.000. 110.000 nhá. 110.000, con này mà em mà đi bốt thì các chị chốt đầm mầm. 110.000 nhá, ai tin em chốt con đấy mặc lên form chắc chắn đẹp luôn. Lên kẻ này. Lên kẻ 140. Lên kẻ 140, 110 Thùy Linh. 110 đấy là cái này này. Cái này này. Thùy Linh. Cái này 140.000 nhá. Đây sao xong rồi. Ôi tiếp của con màu này cũng đẹp, 130. Chất siêu đẹp luôn. 130.000. Đây nhá. Chị Nguyễn Nhi lấy 140, lấy chị Nguyễn Nhi 135 này. Đây chất đây nhá. 130.000, con 130 chất đẹp lắm. 130 chị Nguyễn Nhi để số cho em nhá. Nhá, Thùy Linh này đi. Không nhầm. Con này dáng váy này có dây treo ống tủ nhá. Này, có dây treo ống tủ. Em này nhá, dáng váy 145. 145. 145 cam kết chất đẹp. 145. 130 Bích Vân Nguyên này là cái màu này đấy. Có đơn chưa? Ui. Con dáng váy này cũng đẹp nhá, 160.
Màu tây dã man này, 160. 160.000. 145 chị Nguyễn Nhi này. Chị Nguyễn Nhi đấy. 160 này. Ồ, khoác len Mickey. Hả? Ờ, chân con Mickey bị một cái chấm nhưng mà không nhìn rõ đâu này. Không nhìn rõ đâu, hơi hơi tí thôi. Thi Nhanh Lê à? Thi Nhanh Lê lấy 160. Đơn mới. Khoác len này chị nào lấy em, phết còn 130.000 chân len em nhá. Phết còn 130 vì nó bị một chấm ở chỗ này. Nhưng mà không lộ đâu mà chất đẹp lắm, 130.000 này. Em còn cho chị ấp con lê. Nhưng mà chị toàn chị comment sau. Đây 160 đấy, kém 160. Chị Nguyễn Nhi lấy Mickey 130 kìa. Con lê này đẹp luôn này. Mặc bếp lum này. Dáng bếp lum nhá, chất len dày. Chất len cực dày luôn, 150.000. Này các chị mặc với chân váy như em nhá. 150.000. Đẹp đấy. 150.000 nhá. Ờ con này cũng đẹp luôn. Em này cũng đẹp luôn này, màu phối rất là đẹp luôn. 130. Ai lấy con 150 trang lê. Em này là 130, lấy trang lê 14145 cho em. Lấy trang lê 145 thôi. Con này 130 này. Yên tâm mua hàng nhà em, có giờ các chị thiệt đâu, thấy chưa? Ui. Con này chất đẹp này, dáng váy nhá. Chị nào bụng to to chốt con này cho em, dáng chữ A này, không lộ bụng đâu, 150.000. Chất siêu đẹp, chất mịn nhá, đây này. Nó là form chữ A nên là mặc với chân váy đẹp này. 150.000, chất len mịn, 150.000. 150.000. Chị Quy Nguyên comment sau mà nhỉ? Vâng. Chị bảo cái gì đấy? Chị ơi, em cũng muốn cho chị gộp đơn chứ. Chị gộp đơn nhanh để em gửi đơn cho chị. Chị cũng có một cái thì em gửi làm sao được. Tức là em cứ muốn là chốt cho chị để gộp đơn. Hôm nay chị cũng có một cái thôi đúng không? Nhưng mà vấn đề là chị comment sau mọi người là em cũng đọc được. 150. Ồ. Váy len ép số 12. Số 12 nhá, 110.000 này. 150 trang lê. 110.000. Ơ con len fan ghi này có ai lấy không? Ai lấy len ghi hồng comment ghi hồng nhá, 125.000 thôi cho nhanh. 125 này, ghi hồng. Comment đặc điểm cho em nhá. Ôi. Em này nhá. À, là dáng kiểu thắt eo như này này các chị, xinh lắm. Xinh cực kỳ luôn nhá, 155.000. 155.000. Tức là chị làm mặc trong kiểu thắt eo ấy này. 155.000 nhá. Không, 155 là đẹp. Quạt len. Cởi khóa chị, cởi cúc cho chị. Váy len hồng. Váy len pha ren chất len ép màu hồng nhá. Sale 120. Sale 120. Hello chị Vũ Gia. Sale 120. Lên quần nhá. 120. Dáng váy này pha ren cho chị mượn lại cái màu ghi. Cái màu ghi đẹp này không ai chốt á. Chân lên ép cho em nhá. Đây này, nốt hai cái nữa em nghỉ. 120 Lê Yến Dồn là cái này à? Đúng không? 120 Lê Yến Dồn này. Con này đẹp thế này mà không ai chốt á. Cô các chị nghe em nhé, mặc với chân váy xong rồi đi bốt phủng, hoặc là con này đi bốt cao, hoặc là đi kiểu lấy búp bê cũng đẹp, chân thì nào thon rồi búp bê đẹp lắm. Con này kiểu độc lạ nhá, ai lấy em để 150.000 thôi. 150.000 nốt này, con này không muốn mọi người bỏ ấy, bởi nó đẹp ý. 150.000. Lê Hiền có đơn rồi đấy. Lê Hiền có đơn rồi đấy. Khoác len sale 100.000. Khoác lên sale 100.000 này. Khoác lên sale 100.000. Ồ cái khuy là về phải đính lại không nhỉ, nó cứ tua tua ra ngoài. Mà thôi ai lấy khoác lên này để 90.000 nhá. 90.000. 90.000 nhá.
bầu nhìn như thị nở. Quá đáng mấy đáng. 90.000 nhá. Hết túi à? Ừ. Đây còn hai cái. Nói hết nước không ai chốt con kia đẹp lắm ha. Con màu hồng này cũng sale 110.000. Nguyễn Như Quỳnh đang có đơn chưa? Sale 110.000 này, chất lên đẹp nhá. Ôi, nó hơi bẩn trong cổ này, sale 90.000 luôn. Nhưng đây là mặt trong thôi, mặt ngoài không làm sao nhá. Nhìn như thị nở xấu mà. Thị nở có xinh đâu. Em này nhá, đây này, hơi bẩn một chút ở mặt trong nhưng mà mặt ngoài không bị. Sale 90.000 luôn. À, chị đọc nhầm, chị bảo chị là thị nở. Ôi sorry Nhung Hồng Nhung, sorry đọc nhầm. Ôi con tam giác này đẹp này, nốt con này nhá. Em này bán giá mềm cho mọi người luôn. Chất lên em và bán giá 140 nhá. 90 dồn, vui ruby này, màu hồng đúng không? Vui ruby này, cái màu hồng hay là lấy con len vui ruby lấy hồng đúng không? 90 hồng. Em này 140. Ui tôi đi chết đây. Sorry Nhung. Sorry rất là nhiều. Ok xong nhá, 140 có người chốt rồi này. 140 Trang Lê, ok. Cảm ơn mọi người theo dõi live stream nhá. Các chị inbox thông tin. Sorry Nhung nhá, ngàn lời xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi nhá. Ok mọi người inbox thông tin bên em chốt hàng nhá. Bởi vì bây giờ sẽ không có ai inbox là xin thông tin của mọi người đâu. Nên là mọi người chủ động inbox thông tin cho em với. Trang Lê ơi, dồn cái này cho chị Thi Thanh Lê hộ chị được không? Bởi vì đơn của em cũng nhiều, em nhường cho chị Thi Nhanh Lê được không? Trang ơi dồn con nhường con này cho chị Thi Nhanh Lê được không? Chị Nguyễn Nhi lấy váy 150, ok chị Nguyễn Nhi này. Bớt cho chị 5.000 nữa luôn này, 145 vì nhiệt tình, chị Nguyễn Nhi 145 này. Ok chị Trang, em ơi Trang Lê không lấy cái 140 nhường cho chị Thi Nhanh Lê cho đủ đơn. Chị Thi Nhanh Lê 140. Chị Thi Nhanh Lê con này này nhá. Con lên em này nhá. Con lên em 140 của chị Thi Nhanh Lê nhá. Em ơi chị Thi Nhanh Lê. Em đang ôm cái gì trong người đấy? Con này nó sẽ tìm được 57. Ok, cả nhà inbox thông tin cho bên em để bên em chốt hàng này. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream nhá. Bye bye. Thank you, chúc mọi người ngủ ngon. Bye mọi người.